không ai ngăn được đâu. Còn dùng đấu khí tụ tinh hỏa chẳng phải tự tìm được chết sao? Chỉ cần phải đấu khí tụ tinh hỏa khiến nó nổ tung trước thì chẳng tiền lôi của người ngay cả giáp của ta cũng không chạm vào được, nữa là tiện vật. Cho nên nạp mạng đi, hỏa diễm xu phong, chết đi cho ta. Con có thể thao tác như vậy hoàn toàn là lỗ mãng mà, mau tránh ra. Cây đó hả? Ta chịu thua, ta đã bất cẩn rơi xuống lôi đài, cho nên ta chịu thua, ngươi cứ tiếp tục nhé. Trời, con có thể chơi như vậy? Người trẻ tuổi này một chút tấm lòng giờ đó cũng không có. Tính cách thằng nhóc này ta thích. Đàn ông trúc còn chỗ phải cải tiến, nếu hắn có thể giúp chuyến đi đến sơn mạch lạc dọc sẽ nắm chắc hơn, trở thành bạn bè, không gia nhập đài vương sơn đi. Ti tử đàn pháo không có võ đức này, lần này ta không thể bỏ lỡ được. Ti tử này nhận thua có chút không vinh quang lắm, nhưng dưới tình huống này nhận thua rất sáng suốt. Đánh công lại sớm nhận thua sớm, đỡ cho bị phớ như Trần Tiểu Độc, mặt của người Tây Châu đèn hết rồi kìa. Lạ khác, ây da, tức đến học máu rồi. Không đáng đâu, người thắng rồi còn đổ máu, ngươi muốn lừa gạt sao? Ta không có tiền đâu đấy. Tiểu tử, bớt nói hai câu đi, kiếm được lợi ích còn ra vẻ, thấy được rồi thì thôi. Một tiện ngụy năng lượng phúc tuyên, bắt trước chiêu tất sát của Thái Trụy Phong, phun về phi ngọn lửa tránh né hoặc trung, còn công kích những người Tây Châu không thể thua khí thế. Lấy học viện ETA, xin lỗi, ta không phải học sinh của học viện các người. Học sinh trao đổi của học viện Trung Châu có chút phiền phức. Hơn nữa các người đánh lại thì muốn giết người, để người ta phục, đánh không lại thì muốn dùng thế ép người. Mà nó, thật sự của Đông Châu là chốn không người sao? Y áp cấp võ vương. Anh quá, các đại lão chúng đánh nhau chúng ta một tránh ra. Cào thủ đại lão, không trêu chọc được. Ngô, mau gọi binh lính thủ vệ đến. Cấp võ vương còn trẻ như vậy, lý nào là đệ tử của thế gia? Uy áp mạnh quá, đánh đại cao thủ như vậy mà có ý nghĩa? Các hạ có phải quá đáng rồi không? Dùng uy áp của võ vương uy hiếp chúng ta, người muốn khiến đông, mặc kệ người là võ vương hay võ tướng, nếu không giao tiểu tử kia ra cho ta thì chỉ bằng thầy hắn đánh một trận với ta. Đồng đội heo, trong đầu là khác toàn là cơ thì sao, không thấy mình đang giao lưu với người kia sao? Được, đến đây ta cũng không ức hiếp các người, hai người cùng lên đi. Thắng thì các người đi, thua thì ta đến phế đấu khí tiền kia. Mình đang muốn đánh thử với ma pháp sư và đấu khí, còn có họ diễm đấu khí làm lương thực bù đắp cho thánh hồ viêm, cơ hội tốt biết mấy. Thì tử xem thường ai thế? Ta là cái bậc đại kỳ sĩ gần như võ vương của các người, một mình ta có thể. Chúng ta là học sinh trao đổi Tây Châu, nếu các hạ cố ý như vậy không sợ quan phủ của các ngươi? Muốn ra tay thì đừng làm mềm nữa địa bàn của ta, theo quy tắc của ta. Vì lão đại này ngông cuồng quá, tuy nói là ra mặt cho mình, nhưng tốt nhất là mình nên tránh trước nhảy. Ê rằng những người này cũng là kiểu đầu óc cơ bắp nhỉ, hoàn toàn mềm cứng đều không ăn. Ổng hách như vậy, thế thì dùng chiêu đó để hắn biết sự lợi hại của kỵ sĩ Tây Châu và ma pháp sư. Tinh linh hỏa hệ vĩ đại, xin nghe lời của ta, để ngọn lửa mãnh liệt giáng lâm đại gia. Vì vinh dự của Tây Châu, kỹ năng hợp kích đấu khí ma pháp. Xem tới đây rồi, riết không còn là tu tiên nữa. Kỹ năng hợp kích đấu khí ma pháp, đại hỏa điểu. Hỏa diễm đấu khí và kỹ năng ma pháp thuần khiết quá. Lương thực thì thượng hạng, đấu khí hỏa điểu sao không hóa ra con ngựa đi. Tiếp tụi người tránh ra quên, vận lão đại cẩn thận nhé. Cuối cùng có thở, thử kỹ năng sáng tạo rồi, linh khí thành giống. Thơm thanh hồn diêm, thành diễm thiền là kỹ năng, kỹ năng tự sáng tạo. Thiền la địa giống, toàn bộ đều là giống của ta đi. Lợi hại, quá lợi hại rồi. Pháp lực đại lão vô biên, sao có thể chứ, hắn ta mới chỉ là võ học sơ kỳ mà thôi, sao lại có thể ngăn cản một kích độc lực của chúng ta? Kỹ năng hợp kích chúng ta uy năng cũng đạt đến võ vương trung dài, lửa của hắn có vấn đề. Thú vị. Chỉ lửa trước mặt ta, phẩm cấp lửa của các người thật sự không đủ. Đi, sao vậy? Chúng ta chỉ cần thêm một chút nữa nhất định sẽ thắng. Hắn chỉ có một mình thôi. Đi, hình như các người đã quên ta từng nói gì rồi nhỉ? Tiểu tử, người dám, họ diễm trảm kích. Hắn thật sự muốn phế ta. Sao hắn dám chứ, sao hắn có thể chứ? Dừng tay, đại hỏa cầu thuật, ngụy năng lượng tí quyền mát cấp. Tại sao công kích tất sát của hắn là cấp 3 đoạn? Nè nè, tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng ta là phó hội trưởng của hội liên hợp Tây Châu của học viện Trung Châu đấy. Đóng đến ta, ngươi phải đối mặt với thảo và của học sinh trao đổi Tây Châu. Phải đó, các hạ, chúng ta có thể bồi thường. Ngài cũng không muốn phát triển đến cực điện không chết không thôi mà, phải không? Ta mặc kệ Tây Châu hay là Đông Châu. Nói một lần cuối, địa bàn của ta sẽ theo quy tắc của ta. Sự việc là do các người khiêu khích, nhưng khi nào kết thúc thì kết thúc ra sao là do ta quyết định. Đại lão bá, đạo quá,
Nhưng mà cái đám người Tây Châu này thật sự có hậu thuẫn. Người muốn phế ta, nhưng tu luyện đấu khí Tây Châu ta không có đan điền. Vậy thì hút cạn toàn bộ. Cái gì? À, ngọn lửa này có thể thiêu đốt linh hồn sao? Thả Lạc Khắc ra, cấm thuật sử giả hỏa diễm. Siêu đơn giản thống quyền. Gần mình như vậy mà còn dám la lên thi pháp hay đỏ của người bị kẹp cửa rồi sao? À, đánh gãy người khác thi pháp võ sĩ. Hơn nữa tại sao pháp tượng có khắc thêm vệ cổ cổ văn của mình, hắn lại dễ dàng đánh vỡ được. Không tệ nha. Xong rồi, đấu khí tồn tại của hắn trao đổi cũng gần bằng hàm lượng linh khí của võ siêu vương sơ giai. Tỷ tử kia đâu rồi? Ai đang náo loạn đánh nhau, bắt lại cho ta. À, chạy rồi, tỷ tử không có nghĩa khí gì cả. Lấy nào mỗi lần mình nhìn trúng ai đều sẽ bỏ chạy một cách kỳ lạ như vậy sao? Đằng trước đừng có chạy, trốn trước đã. Nếu quân phủ nhúng tay mình đấu riêng với Tây Châu, ơi sẽ rất phiền phức. Lạc Khắc sao rồi? Đấu khí hết rồi, muốn hồi phục lại nhất phải mất 3 tháng. Ta lấy danh dự của gia tộc ra thề, nhất định phải giết hắn. Ta không phải công bố tin treo thưởng tìm người, ta phải lấy ngọn lửa của hắn. Nhưng chúng ta không biết hắn là ai. Ngọn lửa có thể hấp thụ đấu khí, thiêu đốt linh hồn phẩm cấp trên linh hỏa của chúng ta. Trong truyền thuyết thì thiên địa kỳ hỏa của Đồng Châu chỉ có thánh hồn viên phù hợp với đặc trưng này nhất. Mà chủ nhân của nó chính là vì đã đánh bại thiếu tông chủ của Hợp Hoàn Tông. Tiểu tử muốn chạy chính là thiếu niên kỳ tài tập trục ngang dạng may mắn trong truyền thuyết đó. Tiêu hỏa quả trong trấn quả nguy hiểm rồi, nơi nào cũng có đại lão. Mình vẫn quên đổi nơi khác đỡ phát triển thôi. Thiếu niên, ngươi có muốn biết công thức phương trình hóa học để gây nổ không? Hả? Thế gì vậy? Công thức phương trình hóa học là gì? À sai rồi, là kỹ thuật gây nổ. Vì đại lão trên lôi đài, đại lão tìm ta có việc sao? Mặc kệ đi, thiếu niên, đi với ta một chuyến. Phiền phức như vậy làm cái gì? Mình là đại sương vương, phát hiện nhân tài thì làm sao? Trực tiếp bắt đi thôi. Đúng. Thảo Thượng Phi. Chắc không phải. Hắn thực sự có hứng thú với mình đi chứ? Tên là nguy rồi. Đại lão chậm đã, ta chóng mặt quá. Khác gì đi xe chứ, say xe à? Ngô Thiên thị trấn nơi nào đó trong Lạc Vân Sơn Mạch. Xin lỗi, không ngờ ngươi lại say xe. Không đúng, say chạy bộ. Cũng không đúng, ngươi cũng đâu có chạy bộ. Ngươi say ta. Từ ngữ thật là loạn cả lên. Dẫu cuộc ngài muốn làm gì? Đại lão tuy ngài cứu ta, nhưng ta không phải loại người đó. Nhưng nếu như hắn thực sự muốn cưỡng bức mình thì mình không thể ngăn được. Bỏ đi đại lão, nhẹ một chút. Đã tiếc đại lão lợi hại như vậy, lấy cái bệnh xấu hổ tôi bỏ đi, coi như mình báo đáp vậy. Mẹ nó, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta không có hứng thú với chậu, ta có hứng thú với chấn thiên lôi. Trong đầu tiêu tử người trước cái thứ linh tinh gì đó hả? Có hứng thú với chấn thiên lôi của ta? Nói sớm đi đại lão, ngài nói sớm đi ta sẽ không nghĩ bậy rồi. Nhưng ngài cũng thấy rồi đó, ý lực của chấn thiên lôi có hạn, đại lão có hứng thú gì với thứ đó chứ? Cho nên ngươi không biết về kỹ thuật gây nổ. Vậy có biết hỏa dược đen không? Nhất lâu nhị tiêu tàm than có biết không? Trên thực tế thì nhất là lưu huỳnh là chỉ số 16 lượng một cần của một cách còn cũ, nhị tiêu tam than cũng là chỉ lượng, cũng tức là 16 2 5 1 2 3. Tỷ lệ này không đúng. Dùng lưu huỳnh mà đá tiêu than và than làm pháo nổ hòa thì ta biết, nhưng uy lực bình thường cũng có chút cơ bản, vậy thì dễ rồi. Thật ra thì tỷ lệ tốt nhất của chúng là 15 2 3. Hay là chúng ta thử xem. Dần đầy lão, vậy thì thử xem, trong túi của ta có chút nghi liệu. Ngài là lão đại, nói gì thì cũng đúng. Nơi núi rừng Hoàng Vũ ngài bắt ta đến đây làm hỏa dược, thì cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Bên trái là chấn thiện lôi mà ta đang phối, 15 2 3 lờ giữa chính là hỏa dược mà đại lão muốn. Bên phải là hỏa dược điện cơ bản và bột nội đan của mà thú hỏa hệ, dùng lòng trắng trứng để tạo ra dạng hạt. Đúng đúng, có thể có sự so sánh như vậy là xong rồi sao? Đợi về cuộc ngày mai thí nghiệm. Được, đi chặt cây tìm lá làm liều trại. Trong túi của ta cũng có nguyên liệu làm liều mà người cũng có. Túi của người là Doraemon sao? Doraemon lại, cái tên sao kỳ lạ quá. Ta nói ta có dây thần. Lúc trước đã tính toán với nhóm kia bồi bối rồi, phải 3 ngày nữa mới đến Sơn Mạch Lạc Vân. Dưới chân núi là tuyến đường của bọn họ, mình ở đây đợi là được. Chuẩn bị xong rồi đại lão. Chính bột nội đàn mà thú hòa hệ 3, khắc hỏa dược thêm dọc 2, khắc hỏa dược và 1 chấn thiên lôi bình thường. Chính đầu tiên là chấn thiên lôi bình thường. Sao lại dùng gành cô để yểm trợ chứ? Những thứ này hỏa dược pháo uy lực lớn bao nhiêu trong lòng ta cũng không biết sao. Khổng võ sư cao dài tôn lực công kích quá thực là không có sức tấn công, chỉ gây ra chút phiền phức cho võ tướng thôi, không thể gây ra tổn thương gì. Nhưng khối đen rất nhiều, tính quấy rối cực lớn. Thử xem uy lực của số 2 dược đen đi. Đi đi số 2 to hơn nhiều. Trời ơi, cái này làm nứt hố rồi. Đại lão, cách phối này đúng là bảo bối mà. Nó có thể dùng cách phối này phá hòa lý và của ta tuyệt đối có thể vàng danh thiên hạ. Đại lão, chúng ta hợp tác đi.
Đây là hoa dược đen. Ngươi chỉ nghĩ đến võ hoa, ai có cần cái chút tiền đồ gì cả. Không được, công chỉ có y lực tương đương với võ tướng trung giai, không cao hơn chẩn thiên lôi bình thường là bao nhiêu. Với ta mà nói thì không có tác dụng. Uy lực võ tướng trung giai mà còn chưa đủ, đại lão muốn làm gì? Đây không phải là ám khí bình thường nữa, đây là lợi khí giết người đó. Hơn nữa sản xuất cực kỳ tiện lợi. Cách phối hợp này của ngài cho ta biết. Ngài chắc không phải ngài muốn ta giúp ngài làm thí nghiệm xong sẽ giết ta giữ bí mật luôn đấy chứ? Hoa cầu rút quán tức là thâm độc mà. Hay diễn đi, cứ diễn tiếp đi. Không đúng, ngài đã biết cách phối rồi thì công nghệ cũng không có, tại sao lại cho ta biết? Dùng xong công cụ là ta rồi giết chết, đâu cần phải dư thừa như vậy chứ? Suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Thí nghiệm trước, thí nghiệm xong thì ta sẽ nói với ngươi. Lão tử thật là muốn tác chết người mà, suy nghĩ thật là nhiều đó. Số 3 đi. Một tiếng nổ kinh hoàng. Võ vương sợ dài toàn lực một kích. Đúng đúng, ta chính là muốn hiệu quả này. Từ này sẽ khiến cho bất kỳ đứa nhỏ nào cũng có thể sở hữu sức mạnh phá hủy của võ vương sợ dài toàn lực công kích sao? Quả nghiệm, quả nghiệm. Thứ này là cách phối, này không thể để cho người khác chiếm làm của riêng. Nếu thứ này mà truyền ra ngoài, ta sẽ trở thành kẻ đầu sỏ lớn nhất trên đời. Nói, ngài rốt cuộc muốn dùng thứ này để làm gì? Nếu không đủ rõ, chúng ta sẽ cùng nhất với nhau. Hay, trái số 18. Trong tay người chỉ là lùi chấn thiên bình thường có phải không? Tôn Hòa tổng cộng người mới chỉ là có 2 phần thôi. Cái thứ này ngay cả phòng ngự của Lạc Khắc thì không không nên vỡ được. Ngươi xác định là muốn chết chung với ta. Cái thằng nhóc này, thật sự rất biết chơi nha. Nhất định phải thu vào đại vườn sườn. Không thể biểu hiện quá rõ ràng. Còn nữa, rõ ràng là sợ chết, còn kiêu căng vì đại như thế. Ta nên nói người cái gì mới được đây? Mình phải khiến cho hắn cam tâm tình nguyện vào núi. Làm đại vườn sườn mình phải có chút kiêu cách mới được. Đại lão ta cho ta, ta biết đánh không lại ngài cũng chạy không lại. Bị dọa rồi. Những thứ này quá nguy hiểm, có thể dùng được. Hồi một là nhà chế tạo phá hòa, ta làm ám binh bình thường cũng thôi đi. Nói như bản cải tiện của chấn tiền lồi truyền ra ngoài, ta sẽ lưu truyền tỷ số vạn năm. Ta vẫn còn là một đứa nhóc, đừng có chơi ta. Cái này là cái gì đây? Cái này nhiều nhóc cũng chỉ có là lưu đạn cầm tay thôi. Đạn pháo thì cao cấp hơn nhiều đạn nguyên tử, đạn hạt nhân. Ngươi còn chưa nhìn thấy qua đâu. Đạn nguyên tử, đạn hạt nhân cái thứ gì vậy? Có hình dung như thế nào đây nhỉ? Chỉ nhỏ như vậy thôi, lại cái lớp vỏ dày ngoài lớn như vậy. Ném vào thành phố thì có ngàn vạn nhân khẩu. Bùm, đầu chết hết. What? Ngài là bảo hủy sao? Tình huống đó mà nó nhẹ nhàng quá rồi đó. Không giết chết ngài được, ta chết. Cách cải thiện ngài đừng hòng lấy được. Trời, người thực sự muốn làm liệt sĩ sao? Phần nhỏ mà thôi, chấn thiên lôi bình thường. Thật sự chỉ có tên làm phá hòa thôi. Xin lỗi, Ly Tố, Ly Tông, còn cháu bất hiếu, Lý Vận. Vì lại không phải sợ chết, mà lại không phải đại ma vương. Ta chạy cũng không chạy được, không chết được, thật sự là hết cách rồi. Diễn đi, cứ diễn tiếp đi. Rõ ràng có thể dùng đến lực trực tiếp phạt nữa, nhưng lại nhất định phải đốt vậy. Cháu phải là sợ chết sao chứ? Đạo kiếm có sai sao? Thần binh lợi khí sai sao? Có ý gì? Vũ khí cũng được, mà ám khí cũng thế. Bản thân không phân thiện ác, chỉ xem như là người sử dụng như thế nào thôi. Lời này cũng có lý. Vậy ngài nói đi, ngài dùng thứ này để đối phó với ai? Ta còn nhắc một chút. Tìm cơ hội lừa gạt cho qua đi, rồi tìm cơ hội chạy trốn mới được. Chỉ sợ vừa chạy ra bị tóm, thần pháp của hắn lại quá nhanh. Ta còn khoảng 50 cái bản cải thiện. Ta dùng nó để đối phó với một đám võ vương. Một đám võ vương đại lão à? Ngài gây gấp bao nhiêu chuyện gì hả? Đối địch với cả đám võ vương? Người lạ liệu, lẽ nào có 50 võ vương thật ư? Phủ tướng quân cũng không có nhiều võ vương đến như vậy. Lời huyết hương hải, dùng hoa địa ngục chế tạo ra một đám võ vương. Nếu như có đủ chấn lùi thiền bản cải thiện, thì ta sẽ nắm chắc giết được họ. Đại lão à, huyết hương hải đấy, tổ chức ta ác nhất ở trong truyền thuyết. Không có chuyện gì ngài cấp chọc một chút là cái chi chứ? Nếu như đối phương là huyết hương hải, ta có thể giúp nhưng sẽ không tham gia chiến đấu đâu. Quả nghi cái tính cách của tên này mình vẫn nên quan sát trước một khoảng thời gian. Nhìn cũng không chuẩn. Bọn chúng muốn mai phục tam công chúa ở Lạc Vân Sơn Mạch, có lẽ 2 ngày rưỡi nữa là sẽ đến. Mà đại ca ta đây là gia đình tùy tùng của tam công chúa, phải cứu họ. Ồ, không cần nói nữa đại lão, ta hiểu hết rồi. Đại cáo, đại lão có tình có nghĩa. Đối diện với võ vương huyết hải như vậy mà cũng dám đi lên, chuyện này ta sẽ giúp. Sau này cứ gọi ta là Tiểu Lý Tử, giúp người làm niềm vui. Người nói cái cầu cơ còn chú, tam công chúa thì mới đồng ý có phải không? Người là cái thứ ngu ngốc. Đúng rồi, sao ngươi lại biết tam công chúa? Gần đây cách lời đồn tam công chúa sẽ về hoàng tộc, công chúa điện hạ độc thân, hơn nữa đại quan tử tàn phế, nhị quan tử thì điên khùng mất tích, rồi có thể là tam công chúa sẽ kế thừa.
Lẽ nào ngươi muốn làm phò mã tùy ngươi? Ngươi vui là được rồi, làm tốt chấn thiên lôi cho ta trước đã. Nhưng chẳng phải ta công chúa đã nói trong lòng đã có người khác rồi? Hay là nói cho tên tiểu tử này ta? Ồ đại lão à, sao lại có thái độ đó? Ngài ấy không có hứng thú với tàng công chúa sao? À, bỏ đi, đã hắn làm xong chấn thiên lôi rồi tính sao vậy? Ngày thời như vậy, thật sự là không nhẫn tâm đã kích hắn. À, vậy giờ còn vấn đề cuối cùng, nói đi. Nguyên liệu không đủ, nhưng đá tiêu lô hình ta có thể đi đào, than thì có thể đốt ra, 2 ngày thì có thể kiếm đủ. Nhưng mà nội đồng ma thú hệ hỏa, để cho ta. Tôi vãi cái tên này thật đúng là cái gì cũng có, có thể so với ba lô hệ thống của ta rồi đó. Đại lão à, nghe thu hoạch thế nào? Không được, một lúc chỉ có tìm tìm được 2 con hiệu suất này không được rồi, chỉ còn có 2 ngày không kịp rồi. Cái này thì ta cũng hết cách rồi, lực chiến đấu của ta không ổn. Ta chỉ biết ma thú hệ hỏa thích ở nơi ánh sáng mặt trời khô ráo, thích ăn ớt những loại quả cây. Ớt vậy? Bọn chúng thích ăn ớt ư? Đúng. Có cách rồi. Đây lão à, đây là lẩu mà ngài nói ư? Mùi quá nhưng mà ta muốn ăn. Đợi đi, sau khi làm xong sẽ cho người mời người ăn lẩu chính tông. À được. Cái gì? Lẩu ớt mà quái thú thèm như vậy ư? Diệp, đại lão, pháp lực vô biên, cố lên. Gọi xấu xấu xấu, à dần dần, đại lão xấu xấu xấu, đây là ý gì vậy? Người chỉ cần biết xấu 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 là được rồi. 2 ngày sau, à công chúa cố gắng chút. Mọi người chú ý xung quanh, cẩn thận chút, theo sát nha. Đi thêm 100 dặm về phía đông thì chúng ta có thể tìm thấy đồn trú quân ở bản địa. Như vậy thì Tri Bình sẽ phía sau sẽ không đủ để gây họa. Ta kiên trì được, hy vọng có thể đến nơi bình an. Này lão à, ngài nhìn bên kia kìa, có chim giật mình bay lên rất là nhiều. Đến rồi à, chuẩn bị nghênh chiến đi. Công chúa, ta cảm thấy rất kỳ lạ. Nhất định là Đường Tiểu, Giang Tế, nhất định là Đường Tiểu rồi. Người mới là Giang Tế, cả nhà ngươi đều là Giang Tế. Đúng vậy, lão Đường Đường cả, còn ở quận phủ. Nếu quân ấy là Giang Tế, không cần để người thân mình ở lại quận. Không phải Giang Tế, sao hắn lại ôm theo cái báo kỳ lạ như vậy? Cả đường không cho chúng ta kiểm tra. Nói trong báo rốt cuộc là gì? Công chúa, đó là đồ tô đại vương tặng ta. Đường Tiểu, đặc sản của Sơn Đại Vương. Chẳng qua là ta chỉ nhờ Đường Tiểu cầm đồ thôi. Có vấn đề gì sao? Hay là nói bổn công chúa muốn theo đồ? Mang theo đồ thì bảo được người thẩm tra. À không phải công chúa, trong láng này luôn chống đối Đường Tiếu và Tù Vũ. Đã là lúc này rồi mà còn khiêu khích đến hoàng thành, phải đuổi người này đi. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, chỉ có người vội vàng bước ra chỉ định là Giang Tế. Hình như là ta suốt, ta nhớ là suốt đường đường Trần Lan luôn tránh qua một bên đi giải quyết phải không? Đúng đó, không đi cùng mọi người, ta còn tưởng hắn có bệnh tật gì. Giờ nhớ ra, số lần hắn đi vệ sinh hình như hơi nhiều. Có bộ biểu hiện của mình hơi quá nóng vội rồi. Nói tại sao một mình người thống lĩnh chính là lúc này đánh lén Trần Lan? Người muốn bảo vệ công chúa, ngựa bị kích sở rồi, thống lĩnh chết rồi. Đúng vậy, Giang Tế là ta, thân phụ công chúa cũng là do ta tuyển ra. Nhưng các người có thể làm gì ta? Không còn con ngựa cuối cùng kia, xem các người chạy thế nào. Thường là quân tử tham kiến chủ thượng. Lần này làm tốt lắm. Ta không tưởng là vô nghiệt hiếp Thượng Hải, thì ra người đứng sau hiếp Thượng Hải lại là người. Nói chính xác, Thường Vong Phủ và Huyết Hương phải có quan hệ hợp tác, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần tạm công chúa gả cho ta thì 2 nhà chúng ta sẽ là người một nhà, chẳng phải sẽ không cần phải lấy binh đao gặp nhau sao? Đỡ tiện vô sĩ, chẳng phải người thầm làm hồng vị sao? Ta có chết cũng không gả cho ngươi. Vậy thì trừ tam công chúa giết hết đi, hậu thủ chi bích. Ồ, công thượng tính linh tính, công vật vào vườn trùng dài. Trong số hộ vệ công chúa còn có cấp bậc này, hoàng đế bệ hạ đúng là tổn hết tâm sức hả? Đáng tiếc cháu ta là truy mệnh cung, tiết phẩm linh khí, thần phòng truy cung mệnh. Xiên luôn. Công chúa, chạy mau. Người đó có thể dùng bất đá làm bức tường thành rồi. Rõ ràng là vô vườn trùng dài thuộc tính trở lên. Vậy mà một tiếng xiên tấu quả nhiên có hậu chiêu, mình không manh động. Đại lão giờ phải làm sao? Tình huống hình như còn tệ hơn tưởng tượng nữa. Vẫn nên đợi xem, ta cảm thấy Thường Lan vương tử vẫn còn có hậu chiêu. Ít nhất cũng phải đợi hắn dùng hết công tuyển. Người đó là Thường Lan vương tử sao? Sao lại dành lắm dầm như vậy? Muốn tạo phản sao?
Tân binh lợi khí giết vào vườn trong chớp mắt cũng đã xuất hiện, rồi vẫn còn hậu chiêu. Bây giờ chuyện hắn muốn làm chính là muốn mưu triều soán vị, chỉ sắp xếp 20 mấy người thôi, ta không tin. Hơn nữa khoảng cách giữa chúng ta và điểm mai phục vẫn còn một chút, nhất định phải nhẫn nại đợi tiếp. Như lính đặc công vậy. Ngoài ra mấy quyển bí tịch này là thù lao của người, giữ lấy đi. Lão đại có ý gì? Sách kỹ năng gieo trộm giúp năng lực ném của người càng thêm chính xác. Võ tướng dùng đồng cấp để xuống còn đỡ nổi. Không thể nào. Sách kỹ năng chịu đánh giúp việc phòng ngự của người lại tăng lên một giai đoạn nhỏ, miễn cho lúc thí nghiệm nổ tung chính mình. Sách kỹ năng bỏ chạy để giúp tốc độ bỏ chạy của người nhanh hơn. Không, đại lão, rốt cuộc là ngài có ý gì? Để lát nữa đánh xong lỡ không ổn thì cứ chạy trước đi. Mấy bí tịch này là thù lao của người, cũng không thể để người làm không công. Công thức thuốc nổ kìa, giữ lại hay hủy đi thì người tự nghĩ đi nhé. Ngài đây là xem thường Lý Vân Phi ta. Ta tin là tiểu lý tử giúp người làm nhiệm vụ, nhất định phải đấu tranh đến cùng với tính lực tả. Cứ chuyện này đến đại lão cũng không tự tin sao? Nhìn xem, hậu vệ phía công chúa hoàn toàn không ngăn được người của thường lang tự vương tử rồi. Tên tới hiện nay họ không còn có công tiễn, võ vườn cũng không phòng thủ được, nhất định sẽ chết. Hơn nữa đâm vào vườn huyết cường hải hoàn toàn không sợ đau đớn. Cứ tiếp tục như vậy hậu vệ hoàng gia sẽ giết sạch. Lão đại, con không ra tay. Đợi thêm nữa đi. Đưa tiếp cả, quân phải chạy nhanh chứ. Vương tử chỉ còn là một cây mũi tên thôi. Chỉ còn một cây, Trí Mệnh Cung chỉ có điểm này không tốt. Mũi tên được đặt chế, dùng một cây là ít thêm một cây. Vậy thì giết thị nữ kia. Tuân lệnh. Ai bảo cô ta cứ mãi kéo công chúa chạy. Tiểu Như, công chúa. Ây mô, Tiểu Như. Bạc sống công chúa, những người khác giết không ta. Kiến công lập nghiệp chính là hôm nay, phải xem hôm nay rồi. Công chúa, chạy đi. Đường tiếu của chị không tốt đâu, hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Không kịp, không thời đợi thêm nữa. Tiểu Ly Tử, chuẩn bị dỡ ngồi nổ. Dần lão đại. Trần Lãng khi đó tu vũ trọng thương chính là do người gây ra phải không? Cậu ấy nói với ta người tư thông với người ngoài, khi đó ta còn không tin. Phải thì làm sao? Chỉ hận khi đó không giết chết tù vũ. Nếu không thì hôn miếng tinh thần kia của công chúa đã giải quyết xong rồi. Cái tên cạn bã, đại hội, lúc đầu ta nên điều tra đến cùng, triệt đó trừ gian diệt ác, cái tên như ngươi. Dám động vào đường tiếp cà, giết chết người. Kéo dây giả ngồi nổ, tặng các người phá hoại cực lớn. Đi. Không ổn, dừng lại. Tàn sát. Cái gì? Úi, chuyện gì thế này? Đây là cái gì vậy? Là cái bẫy ai tạo ra? Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Bảo vệ dân tử. Hiệu quả cũng không tệ. Đáng tiếc không thể nổi chết vườn làng vườn tử kìa. Thường làng vườn tử, đã lâu không gặp rồi. Xin chào công chúa. Ta là người đi theo đại lão, xin hãy gọi ta là tiểu lý tử, giúp người làm niềm vui. Có nhiều anh em không biết cái danh sách của cái bộ mới nằm ở đâu. Điều này cứ vào bấm ở đây, rồi dưới cái phần mô tả này anh em ạ. Đó, phần dịch. Người đúng là âm hồn bác tăng, đi đến đâu cũng có người. Cái tên này có quan hệ rất tốt với võ vườn mập ốm của tiểu phủ tướng quân. Hắn đã đi ngang qua quý đến cổ công chúa. Vậy phủ tướng quân đã biết rồi, hay là đã mai phục xung quanh? Còn nữa, vụ nổ kia nấu lại thơm một vài lần nữa thì phải làm sao mới tốt đây? Ta cũng còn muốn ngươi có thành thật làm vương tử của mình thì tốt biết mấy. Ta chạy cũng không cần phải chạy xa, như vậy đã cứu người cả đúng không? Hai vốn muốn vào một chút nữa, không ngờ xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Tô Vũ, ngươi là phá chuyện tốt của ta. Tại sao lại luôn là ngươi? Lúc đầu ở quân phủ trực tiếp giết chết ngươi. Hả, còn chưa chết sao? Quả nhiên là tai họa sống ngàn năm. Hắn đang nói cái gì vậy? Lúc đầu là chuyện gì? Lúc đầu là đề trọng thương. Ta và quận chúa mất thời gian mấy tháng mới có thể cứu sống được. Bây giờ xem ra là do Trần Lãng ra tay. Lúc đầu đề bảo hắn cấu kết với người ngoài là muốn gây lợi cho phủ vườn chúng ta, nhưng khi đó không có chứng cứ. Quỳnh nói chuyện ta bị ám hại lúc đầu. Nói thật thì nếu Quỳnh không nhắc thì ta thực sự đã quên rồi. Tính lại chưa đến một tháng đã bị hệ thống trói chặt. Sau đó thì nhiệm vụ giới hạn thời gian mình đã đạt đến đại sương vương gần như không nhớ chuyện trọng thương. Mỗi người cũng không nói rõ với mình. Bây giờ nhớ lại thì sợ là mình bị hại thêm lần nữa sao? Mình có khi đó từng là quá yếu ớt. Ngươi thực sự không nhớ? Ta xích chúng nữa đã hại chết người đấy. Người không muốn báo thù rửa hận sao? Sau lần đó thì trong đầu ta có rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Nếu không phải là người cứ nhảy nhót thì ta cũng thật sự lười để ý đó. Nếu không phải người giết chết tù vũ trước thì ta cũng không thể xuyên qua. Nếu ta đã quên thì người cần gì phải nhắc lại chứ? Giảm ngó lừa ta như vậy, không lo được nhiều thứ nữa. Hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hai đứa hoa địa ngục hắn muốn tìm chết sao? Người bình thường ai có thể chịu nổi một đó hai đứa một lúc chứ? Giật luôn. Tù vũ mau ngăn hắn lại. Không sao, cứ đợi xem kịch đi. Đấy là cảm giác sức mạnh sao? Không ngăn cản ta, ta nên nói ngươi tự đại, ấy là đột phá thành công rồi. Tặng ngươi một lễ vật nhận lấy. Đây là thứ gì? Là một nhân vật phản diện nhỏ nhồi. Đất diễn của ngươi quá nhiều rồi.
Ồ, con có thường là vương tử. Chỉ là một võ trúc nhỏ đã đổ tung một võ vương. Vụ nổ lớn vừa rồi cũng là do tướng này gây ra. Dùng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ phía người chỉ còn 5 người thôi. Hay là chúng ta lùi một bước, coi như là chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Ngươi thấy thế nào? Con kích quá sao? Ăn lại có chuẩn bị chấn tiền lội. Này 8 phần không ta xuyên thấu phòng bị của võ vương. Bảo bối lợi hại. Hơn nữa mình cảm thấy hắn còn hậu chiêu. Hỏng tiền lội vẫn còn rất nhiều. Làm sao đây? Trong tay hắn vẫn còn rất nhiều chấn tiền lội. Cái gì đây? Cái gì xung quanh không có người mai phục? Vậy thì ổn thỏa rồi. Không thì còn nói ý lực phá nổ của người cũng quá mạnh rồi. Nhưng một người đơn độc cũng chỉ có ý lực của võ vương sơ giai mà thôi. Hơn nữa những phòng hộ tốt thực ra cũng không đáng sợ mấy. Cho nên phía ta chỉ cần không quá tập trung, chứ dù một người cũng có hậu chiêu cũng có thể dễ dàng phải không? Trời, để hắn nhìn thấu rồi. Không hổ là nhìn qua chuyện lớn, không dễ dàng bị dọa rồi. Hơn nữa ta chuẩn bị không chỉ có ít người này đâu. Mà nó, sao vẫn còn ám thủ? Tô Vũ, ngươi vẫn còn quá trẻ. Ồ, trên cây vẫn còn. Cái gọi là át chủ bài đương nhiên xuất hiện càng trễ càng tốt. Rốt cuộc hắn đem theo nhiều bao nhiêu võ vương bên ngoài vậy? 1, 2, 3, 4, mà nó hơn 20 người. Vậy làm sao đây? Phong tán bảo vệ họ, bắt sống công chúa, đánh gãy tứ chi của Tô Vũ và tiểu tử kia. Ta muốn phương pháp chế tạo thứ kia. Những người còn lại quy diệt hết. Nổ đi chấn thiên lôi, đi đi. Chạy. Không được, vẫn còn 20 người võ vương. Tiếng nói những kẻ lợi hại nhất định sẽ bảo vệ bên cạnh thường lang tử. Nhưng mười mấy người vậy công một mình ta, ta cũng không để nổi, phải làm sao đây? Với thảo thượng phi của ta cũng chỉ có thể điều một người đi. Ta vốn muốn đến cứu Đường tiểu. Lý Vân Phi, tiểu tử này không tệ. Võ vương muốn chặt đứt tứ chi của ta, sợ quá đi. Ta nổ ta chết cùng với các ngươi. Cũng không thể nhờ người ta giúp xong lại với người ta đi. Công chúa nói thế nào thì cũng là chủ nhà của mình. Lúc cấu Tô Vũ trước cũng mất rất nhiều công sức. Còn là khách hàng lớn của ta, bỏ cô ấy thì lại quá không có nhân tính, làm sao đây? Giết nghi rồi cái tập binh, đột phá phòng tuyến của Đường tiểu ca nguy hiểm quá. Ai tới? Tật phòng kiếm vũ, tật phòng kiếm khách, Tiêu Ánh Hàng. Trời đất, Tiêu huynh, để đến là thật đúng lúc nha. Nào đập tay cái. Chỉ chớp mắt mà đã giết hai cao thủ võ vương, người quen của lão đại được cứu rồi. Chỉ vâng, xin lỗi, ta đến trễ rồi. Tiêu ca ca, thật sự là huynh sao? Cái đội cẩu nam nữ này, đừng có cạnh cạnh ta vào giờ phút này chứ. Ai muốn thổ tung hết bọn họ quá, công chúa của ta. Tiêu huynh đệ, liên thủ với tiểu lý tử Đường tiểu ca bảo vệ công chúa. Được. Tô đại vương, đa tạ. Không có gì, nhưng nếu huynh sớm nói công chúa là vị vàng hậu đó của huynh, thì chúng ta sẽ cùng đến cho phải tốt rồi sao? Phá giáp đổ kim, phá giáp đổ kim. Lúc trước ta luôn tìm đại ca kết bái của ta, giữa đường nghe thấy tin tức công chúa về hoàng tộc truyền ra, cho nên ta mới đến đây. Chẳng phải huynh cũng không nói với đại ca huynh là tùy tùng công chúa sao? Tật phòng kiếm thiểm. nhìn nhau, mẹ nó, đây là chuyện rách nát gì vậy? Người quá nhiều, dùng vịnh sơn của huynh đánh gãy ta chém chết ngươi, giải quyết nhanh chóng. Trời, sân đầu người sao? Có điều có thể thủ. Tật phòng tiếm thủ, thanh hồn viên bản vĩnh xuống nguyên. Quả nhiệt đánh dễ hơn nhiều. Đầu óc ngu được, mới đi đối kháng chính diện với các người. Trời, con cá lọt lưới, chạy đi đâu? Chỉ còn ta. Ơ, cái gì ta nhảy? Chấn thiên lôi, nô. Xin hãy gọi ta tiểu lý tử, quá lực hùng hậu. Ta vẫn còn nhiều chấn thiên lôi lắm. Đừng có xem thường người khác cái tình huống. Làm tốt lắm, nhóc con. Đường tiểu ca, lấy nước suối cho mọi người bổ sung đi. Được. Lại lần nữa, tiếp tục ta muốn đánh, mời ta nữa. Nhìn đi, đừng có làm quá, đối phương vẫn còn rất đông. Vẫn còn cầu chó thiên lôi trời lúa, có phải quá kích thích rồi không? Nhưng giờ không có cơ hội tháo ra, lửa phải để cách xa một chút, cách xa chút. Vương tử, o diễm của những tên đó khiến chúng ta tạm thời cứng ngắc. Sau đó kiếm khách kia một liền, kiếm liền. Tổ hợp như vậy đánh cùng lại, nếu đánh lén, còn có thể chấn thiên lôi bên kia chờ chúng ta. Phương hướng của tuyển thủ kiếm khách đánh cũng rất nhanh. Người của chúng ta tử thường quá nhiều. Tiêu Ảnh Hạc, người cũng đến ngăn ta sau. Rút lui đi là bên ngoài toàn bộ đều là người của phủ tướng quân. Chỉ vân tự nhỏ đã thích ta, ngươi còn gì phải như vậy, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Trời ạ, vừa ăn mấy người này đều là người quen hết á. Bê viện binh của phủ tướng quân đến rồi. Cái chỗ này không một khoảng, nhưng vụ nổ lớn như vậy nhất định đã thấy. Ta đi qua đây trước, chúng ta nghĩ cách kéo dài thời gian. Rút lui. Mấy người chúng ta gần như nhau lớn lên, từ nhỏ chỉ vân chỉ thần với người. Đại hoàng tử, nhi hoàng tử, còn người nữa đều lớn thiên tài võ đạo, tông bố đều coi thường ta. Nhị hoàng tử cùng kết bái huynh đệ với người, có phải người đã sớm biết tân vọng của Di Vân, cho nên từ nhỏ đã thường là cứ đừng lấy già tiểu nhân đó là quân tử. Lúc đó mọi người đều còn nhỏ, làm gì nghĩ đến chuyện như thế. Ngay cả ta gần như biết tân vọng của mình. Những chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Đại hoàng tử bị phụ vương ta làm cho tàn phế, mà nhị hoàng tử lại bị ta dùng hoa địa ngục làm cho người không ra người mà không ra mặt,
Giết thêm Tiêu Ánh Hà người lấy công chúa. Đế quốc này chính là của vương phủ của Thương Lan ta. Ta phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Thì ra do ngươi và cha ngươi đã ra tay. Thường vương phủ các người tâm tư thật là đạt độc. Này này này, trước giờ ngươi chưa từng được sở hữu mà, làm gì cái chuyện đã mất. Đừng có tưởng tượng nữa cái đường câu mà. Hả, cô Tô Đại Vương cũng chạy không thoát, đều là các người ép ta ra tay. Hôm nay đều phải chết, một người cũng đừng hòng sống sót. Xin Vân Tiễn xin mời Võ Tôn đến gặp ma. Hả, Võ Tôn, hắn vẫn còn hậu chiêu, làm sao đây? Cố gắng ngăn cản đi, dưới tốc độ của Võ Tôn chúng ta chạy hay không cũng còn khác biệt mấy. Để ngửa này rồi, vợ tử, người đâu? Phải đó, người đâu, tôi khắc mấu chốt mà Võ Tôn đã nhận, đừng có làm hỏng chứ. À, đến rồi, người đó đạp lên cây bay tới kìa. Cấp tông sư, cung phụng Thượng Lan phủ, một Võ Tông, ông ta đến rồi. Vương tử, lấy nào có cao thủ nào đến, nhất định phải để thủ lão phu ra trận sao? Ý ấp này còn có ngựa không thời gian ngắn, đã chứng thực thông vào Võ Tông của ông ta, nhưng tại sao luôn cảm thấy... Ta xem, chỉ có hai võ vương sợ dai thôi, hình như ông ta vừa bị người ta đến một trận. Thanh Hồn Viêm. Người chính là Tô Đại Vương đã cướp Thanh Hồn Viêm của Tiêu Quả Quả sao? Có vấn đề gì sao? Bây giờ ta nổi danh như vậy à? Chính là vì ngươi, chính là vì ngươi. Cái gì? Chết cho ta, xích viêm vào lồng sát. Tô Đại Vương cẩn thận, tật phong tường trắng. Hử, mất nghiêng cánh tay. Các bạn rất tiêu là nhiều. Tiêu Ánh hả? Tiêu ca ca. Cương hãn như vậy chỉ một chiều đã trực tiếp phá phòng ngự tật phong bích chướng của Tiêu Ánh Hà, còn chặt đứt cánh tay của hắn. Tiêu Ánh Hà nói thế nào thì cũng là võ vương hàng thật giả thật, cách xa Võ Tông như vậy mà. Tiêu ca ca, tay của huynh. Đưa Tiêu, lấy linh tuyền chữa thương cho Tiêu Ánh Hàng đi, trực tiếp dùng linh tuyền cấp 3. Công chúa, còn có đan dược vải vóc gì đó, màu cầm bằng bó cho hàng trước đi. Nếu không có thuốc cầm máu, vậy thì liều vòng phì, dùng hắc hỏa, dược rắc lên một chút rồi là châm lửa. Tật phòng bị chướng của Tiêu Ánh Hàng, lúc đầu là tuyệt chiêu có thể đối đầu với sáu võ vương. Ông ta cũng có thể đỡ được, mình có thể làm gì đây, mình lấy cái gì để chống lại đi. Sao ông ta đột nhiên lại phun máu rồi? Thương thế quá nặng không ta áp chế được sao? Còn mấy cái vết thương bị phỏng trên người của ông ta, rốt cuộc lại mạnh mẽ như vậy, có thể khiến cho một võ tông bị thương nặng như vậy. Khốn kiếp, nếu không phải tại ngươi, bốn tông sư cũng không bị lật thuyền trong mương, bị thương thành như thế này. Ta, liên quan gì đến ta? Đại lão cũng có năng lực gì đây? Nhưng mà mấy ngày nay đều bị đi cạnh mình, không hờ đơn độc hành động mà. Có người ra giá tưởng rất cao, Thanh Hồn Viêm, nghe nói bị một tên tiểu tử Tiêu Hoa Hạ lấy. Tiêu Hoa Hạ thì ta biết hắn có đáng vẻ gì, ta còn bức họa hắn nữa. Trừ việc có sở hữu phì pháp Thanh Hồn Viêm ra thì tên này còn phải chuyện gì vậy? Cái tên này lợi hại lắm, nghe nói thì đã quét sạch bạo khố của mấy gia tộc, vẫn không thể bắt được hắn, ngươi lại còn có bức họa của hắn sao? Thánh vật được đó thì đương nhiên là phải do người của Võ Đức giữ, ta phí mất sức chín trầu hai hổ mới tìm được ra Tiêu Hoa Hạ. Ây da, đau bụng quá, cánh gà nướng đây là tiểu tà thích nhất đó. Ồ, người đó nhìn có chút quen mắt. Kết quả mà nó, hắn chỉ có tính công pháp linh hỏa đó, hoàn toàn không phải là Thanh Hồn Viêm. Hả, Tiêu Hỏa hả? Ông lại là một võ tông, ta đương nhiên tức giận, cho nên chúng ta dùng mỏ học tầm đắc cỏ sát với nhau một phen. Nhưng hắn chỉ là một võ vương trùng dài, mà lại đánh võ tông như ta thảm hại. Mà nó, tìm ai nói lý đây? Cho đến khi sắp kết thúc thì hắn mới có lòng tốt nói cho ta biết, Thanh Hồn Viêm đã bị một tên khốn Tô Đại Vương cướp đi rồi. Mà nó, có phải ông bị điên không? Tôi đã nói là Thanh Hồn Viêm bị Tô Đại Vương cướp đi rồi, muốn cướp lại thì đến tìm hắn đi. Có ngon thì đừng có chạy, chúng ta đã chiến thêm 300 hiệp, xem ta làm chết ngươi. Bây giờ người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Kiều chiến vượt cấp cứ như là đang đùa giỡn vậy. Tiêu Viêm mà, sớm biết là người cướp mẹ nó, ta phải nhiều sức như vậy làm cái gì chứ? Xin chút nữa chậm trở chuyện của Dương Tử, cho nên đều là lỗi của ngươi. Đợi đã, đây chẳng phải là lỗi của người trẻ tuổi sao? Không làm rõ là ai? Hơn nữa, chẳng lẽ ta thấy Thanh Hồn Viêm còn phải rầm rộ tiền mối cho toàn thiên hạ biết sao? Bốn võ tông nói là lỗi của người thì chính là lỗi của người. Thanh Hồn Viêm kia là đồ người cướp về, chỉ có thể là ở chỗ người có võ đức. Cái kẻ treo thưởng dám lừa ta, Thanh Hồn Viêm ta muốn, phần thưởng kia ta cũng muốn. Cho nên ta phải tra tấn từng chút cho đến chết. Úi, mạnh quá. Làm sao đây? Đôi như đây coi như là kỹ thuật bình thường, hạng A của ông ta sao? Nếu không phải cái sách kỹ năng chịu đánh thì có lẽ mình đã trực tiếp bị xuyên tấu rồi. Lẽ nào hôm nay phải chết ở đây sao? Ồ, không đánh xuyên được. Công pháp luyện thể của người được đấy, rõ ràng chỉ là một võ vương sơ dài, phòng ngự lại là võ vương cao dài.
Xem ra hôm nay võ khí ta không tệ, tiểu tử à. Giao ra thánh hồn viêm và công pháp luyện thể, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Sách kỹ năng tăng chịu đánh lại tăng thêm một bậc rồi. Thêm vào một lần thằng thêm một số điểm phòng ngự của ta đều nhiều nhất mới có thể đỡ được. Bị tiêu hỏa hỏa vào vườn trùng dài đến thảm một trận, ông còn cảm thấy vận khí của mình không tệ à? Tiểu tử, ta xem thử ngươi còn cứng miệng đến khi nào. Tụ huynh đệ, tụ đại dương đại lão hoàn toàn không thể chống nổi. Tụ vũ còn một điểm phục kích cuối cùng, một trong những con át chủ bài của mình. Một tông sư, ông cẩn thận một chút, tôi vũ này rất giảo hoạt đó. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Dương tử nấn trước thực lực thì đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng vô dụng. Võ tông chẳng qua chỉ có vậy thôi, có bằng lĩnh thì trực tiếp giết ta đi. Võ vườn nhỏ nhồi mà thôi, ta không tin ngươi có con ác chủ bài nào có thể làm ta bị thương. Hôm nay ngươi một cánh cũng khó thoát. Tiểu ánh hàng đâm, mọi người đỡ chắc ta. Tật phong thích tẹp rìu vẫn có thể hành động. Không có tác dụng gì đâu, đỡ ông ta ra chạy chống đỡ hơn trước. Kỹ năng mô phỏng thánh hồn viêm, toàn bộ linh khí đốt cháy đi. Nhân lúc ông ta chưa thu chiếu lại thì ông muốn thánh hồn viêm, vậy thì xem ông có thể đỡ được không. Ngụy lý bát bát thức tám ly rượu. Cái gì? Ngụy lý bát bát thức tám ly rượu. Tiểu tử, người dám tính cỡ với lão phu. Sợ ý rồi, ta còn tránh, nhưng với tiền lực của lão phu chỉ một lúc là sẽ có thể bạo. Ây da, nguyên tử nổ à? Cái gì? Đây mới là chủ bài của ta, bó quý cùng trồn dưới đất, chấn thiền lụi bản cải thiện. Còn có chiêu này nữa, anh có thể ngăn được một tổ võ tông. Tiêu rồi, đòn tấn công tôi đại dương bảo ta đánh là mồi cầu để ông ta ra tay phòng ngự. Ta làm đấy, ta làm đấy. Tôi đại vương nói là chỉ thật địa lôi, hơn nữa tôi đại dương đã nhìn chuẩn ta, nên ta đã tìm cơ hội vạn kích đó. Để ông ta chưa kịp thu hồi lại chiêu đó, tôi nghĩ lý bát bách tức tám ly rượu của tôi đại dương cơn đã đến tới, ông ta chỉ có thể cứng đối cứng tiếp chiêu thôi. Mà thánh hồn diêm thì có thể cường cứng trong thời gian ngắn có hiệu quả tạm dừng. Cho dù cấp bậc cô đại dương thấp hơn đối phương cũng có mở miễn cưỡng có thể tạm dừng một lúc. Cuối cùng thanh hồn viêm của đột cháy bỏ chấn tiền lôi bản cải thiện, tất cả đều là vì dẫn đến vụ nổ cuối cùng này. Nhưng lập phàm là một chút hơi thở yếu ớt đến võ tộc, ông ta đều có thể phòng ngự hoặc là bỏ chạy. Mà tù đại dương hết vòng này đến vòng khác tám phần, ngay cả thời gian nổ cũng đã nghĩ đến, như vậy mới có thể tính kế ông ta chặt chẽ. Video rất là như vậy mà vẫn còn sống mà. Rớt một cánh tay, một cái chân, sinh mệnh và lực phòng ngự của võ tông mạnh đến như thế này sao? Tông sư bó khả nhục. Cái gì công chúa? Cái gì mà thanh hồn viêm? Đều đi chết hết đi. Cẩm thuật xích viêm, cẩm thuật xích viêm, cửu dao. Con có thể sức chiều, còn lại cẩm chiều nữa chứ. Nghi rồi, lần này chết chắc rồi. Không được, công chúa không thể chết. Một tông sư thủ hạ lưu tình, vương tử nguy hiểm rồi. Nghi rồi, mơ cớ bao nhiêu năm nay đều hết rồi. Cái loại đồ như ác chủ bài này không đến cuối cùng không dễ dàng lấy ra. Vượt dài phản đạn, những chiêu thức công kích tổn hại đến vườn vượt qua người sử dụng. Trong 3 tiếng dài toàn bộ đều bắn ngược lại, sản phẩm chỉ sử dụng một lần. Ác chủ bài bài sửa chữa bản cuối cùng, bản cố định, bản cuối cùng của cuối cùng, tuyệt đối không thể thay đổi. Con sửa chữa nữa thì sẽ đỡ bạn, con sửa chữa nữa thì sẽ chém đến bên à cuối cùng sẽ hồn nghiền vô cực tuyệt đối. Khẳng định quyết định riêng đi. Dài quá, ta nói này đại lão, ngày mai có lẽ xuất chiến rồi, đến bây giờ còn tìm tôi cào cái gì thế này? Hay bảo cậu cào thì cứ cào đi, cái này có thể mang đến vận may đó. Dùng đến hết vận may của tiểu lý tử thì mới cào được một cái lá bài đặc biệt. Bình thường thì tiết kiệm tiền, đến đại chiến thì toàn lực rút thẻ. Đây chính là bài học máu và nước mắt đó, cuối cùng đã dùng hết tích lũy trước mắt của mình. Đây mới gọi là ác chủ bài. Thu sao? Sao lại có thể? Sao anh có thể hấp thụ hết đoạn tấn công của ta chứ? Bắn ngược lại, sao lại có thể như vậy? Mà anh đó, ta không nên đến đây, không nên dòm ngó thánh hồn viêm, không nên gặp tiêu hỏa hỏa, không nên, không nên. Chạy mau, không đánh lại, trở về thường trường phủ chúng ta lại. Bảo vệ công chúa, chém chết huyết hương hải. Võ vương mập gầy, bên mã tướng quân phủ cuối cùng đã đến rồi. Coi như đã đuổi kịp rồi, tôi đại vương không sao chứ. Sau khi ta thông báo cho mập võ vương, và đã đuổi theo họ cùng đến đây. Xin chung nữa đã chết rồi, may mà mạng lớn, nói thật thì mọi người không thể nhanh chút sao? Đã nhanh nhất rồi. Không biết tại sao cái đoạn đường này huyết hương hải như vợ tổ vậy, hết lượt này tới lượt khác. Qua một lúc sau, công chúa tù đại dương, mọi người không sao thì tốt rồi. Thương Lan Vương tự xử lý thế nào?
đều là tại người, quấy một tay của tiêu tiểu đệ ta, chết đi cho ta. Tổ đại vương xin dừng tay. Có gì, cái tên khốn mơ truyền xuân gì còn giết, lấy nào giữ lại mừng năm mới à? Giết dương tộc là tự tội, tôi đại vương, không được. Phải đó, tôi đại vương, không còn vì cánh tay của ta mà liên lụy đến quân. Vậy phải làm sao, con không thể bỏ qua như thế. Theo luật pháp của đế quốc thì vương tộc phạm tội mầu nghịch phải áp giải về hoàng thành. Sau khi tam ti thẩm định tội, sau mùa thu sẽ xử trảm. Bình thường thì sẽ trình tự này, nhưng nếu như có thượng vương gia ở trong xoay chuyển, thực sự là không chắc. Đã biết chưa, cho dù ta có mưu nghịch thì người có thể định đổi được ta thì chỉ có hoàng đế Tô Vũ. Ngươi có thể làm gì được ta? Thật coi mình là đại nhân vật à? Cứ như vậy mà áp giải vào hoàng thành. Tiêu huynh đệ, của ta thiếu một cánh tay kìa. Hơn nữa có tin này không, mọi người còn chưa tới hoàng thành hắn đã bị cướp đi rồi. Bình đổi bình tướng đối tướng, các người thắng rồi thì sao? Để ông định đế quốc thì không chừng hoàng đế còn phải hứa gả chị dân cho ta nữa. Đây chính là cấp cao, là thứ bậc mà tiện dòng Tô Vũ như người vĩnh viễn không thể tiếp xúc. Ta là dân tử, ngươi là sơn tặc thì có thể làm gì được ta chứ? Bình đối bình tướng đối tướng, câu này nó hay lắm, có ý gì? Nàng không sợ vua vương ta tạo phản sao? Nàng không thể giết ta? Tô đại vương không thể, nhưng ta có thể. Kiếm này là vì Tiêu ca ca, là vì đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh Lục La, còn có gia đình phủ quận chúa, các thống lĩnh bảo vệ hoàng thành cũng để có lời giải thích với Tô đại vương rồi. Tô đại vương nói đúng, tăng tử mấu triều xóa quỵ nhiều người, không giết không thể sang bằng được nỗi phẫn nộ của dân. Có chút manh động rồi. Có điều Tiêu huynh đệ, nữ nhân của huynh cũng mạnh mẽ thật đó. Công chúa đây, chúng ta phải trở về phải ăn nói thế nào? Còn về công diện ở biên cương, nguy rồi, để ta kiểm tra một chút, quả thực là hết cứu rồi. Đó là vấn đề mà phụ hoàng ta nên còn nhắc. Lão đại lão nhị bị hại, ta là lão tam giúp báo thù thì có gì không đúng chứ? Nàng sẽ giận rồi, nhưng cha nàng phải đau đầu đấy. Nhưng cục diện biên cương quả thật là thực lực thường vương phủ rất mạnh, nhưng Thương Lan lại là độc tử thơm huyết hải hương hải, vừa rồi quả thật là manh động. Thực ra thì tiếng hắn cũng được, chỉ là trước mặt Tiêu ca không tiện ra tay. Tô đại vương, chuyện này còn huynh giúp, vì yên ổn biên cương huynh phải viết một lá thư cho Thác Mậu nhỉ? Nà ní, cô giết người thì tao gánh hòa. Ta nói cái chút khó nghe một chút, chỉ là đại ca sơn tặc, đại sự quốc gia ta không thể giúp gì được. Còn nữa, viết thư cho Thác Mậu nhỉ là muốn làm gì? Theo như chiến báo của Từ Nam Cương, sau khi mạch hắn thức tỉnh trở thành đại tù trưởng thì cả bộ lạc nhân thú Bắc Cương đều lấy hắn làm đầu. Trời, hắn mạnh như vậy sao? Cho nên nói như hắn chịu giúp thêm vạn hào quân đội quân vương phủ đang trấn thủ biên cương, vấn đề này không còn lớn nữa. Chuyện này thì có huynh làm được, vì Thác Mậu nhĩ đã hành lễ chí cao nhân thú với huynh, lời của huynh hắn sẽ nghe. Cho nên đừng tự coi nhẹ mình là tù đại vương, sức ảnh hưởng hiện nay của huynh rất lớn đấy. Cũng ta giúp đỡ huyết phục Thác Mậu nhĩ liền thủ với quận vương nhân thú mà Bạch Tiểu Long từng nói đến sao? Được rồi, ta sẽ viết thư thơm vào thất lượng đại vương sơn làm tiện vật, nhưng ai gửi, phải khiến hắn tin tưởng. Đại tử tự nhận thú anh lễ chí cao với lão đại sao? Ta đi thủ phủ tướng quân cũng vậy là muốn đi. Hôm yến hội sinh thần ta còn đưa thuốc trị thương, Thác Mậu nhĩ hẳn là vẫn nhớ ta. Ừ, vậy thì chiến lược cấp cao của thường vương phủ thì làm sao? Bên cạnh thường lòng vương cũng có võ tông đó, vậy thường vương gia võ vương triệu lão đang ở nam biên cương truy sát giết hại hương, vậy còn đợi gì nữa? Tiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, xử hắn thôi. Xử hắn mưu hại hoàng tộc cấu kết huyết hải hương, sát hại vô tội, ý đồ tạo phản, xử hắn thôi. Xử hắn quận Trung Châu Nam Cương thương vương phủ, vương gia không sống rồi. Mệnh bài vương tử đã vỡ rồi, mệnh bài của một tổng sự cũng vỡ luôn rồi. Nhi tử ta đi truy bắt tam công chúa, vậy là cao thủ bên cạnh tam công chúa đã giết nhi tử của ta. Tin tức mới phục đã bị tiết lộ, hay là hoàng đế đã sớm biết, cố ý thiết kế cài bẫy chờ ta nhảy vào. Hoàng thượng, nữ nhi ngươi đã giết độc tử của ta. Thượng vương gia, mối thù giết con không đội trời chung, bốn vương tạo phản. Truyền quân lệnh của ta, đại quân xuất kích tập kích nơi đóng quân của quận vương phủ, giết dưỡng phụ tam công chúa. Tuân lệnh thường lượng đại xuất kích. Tuân lệnh thường vương đại xuất kích. Nhánh thanh cường toàn bộ sức động, cũng làm đại sự của thường vương gia lập công lớn hưởng thụ huỳnh hòa phú quý. Lập tức hưởng thụ huỳnh hòa phú quý, lập tức hưởng thụ. Tổ địa nhân thú Nam Cương bộ lạc Hát Thiết, đại tổ trưởng tôn phủ lệnh toàn tộc chúng ta xuất động tập kích ở nơi đóng quân của phủ quận quân, làm sao đây, trả lời thế nào đây? Tập kích nơi đóng quân của quận phủ quận vương, thương vương gia muốn tạo phản sao? Đại tổ trưởng Thác Mậu nhĩ, hơn nữa tường vương phủ còn cho rằng nhân thú chúng ta là tường nô của chúng sao? Tập kích quân đội phủ quận vương, Tô đại vương xuất thân thụ phủ quận vương, quan hệ rất tốt với hoàng chúa, cho nên chúng ta giúp phủ quận vương đánh thương vương phủ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhân thú chúng ta phải đứng lên. Nhân thú vĩnh viễn không đàm nô vị bổ lạc. Nhân thú vĩnh viễn không bàm nô vị bổ lạc. Nhân thú vĩnh viễn không bàm nô vị bổ lạc. Nam Cương, nơi đóng quân quân phủ quân vương trấn mơ quân. Nước vị địch khối lạc quân hết rồi, trà sữa thì cũng đã hết rồi. Bực bội quá,
muốn thơm muốn chén thơm mấy cái tên huyết hải đường phiên quân phiên lạc v... cùng lúc đó trong khu rừng sơn mạch lạc vân võ vương mập gầy hai vị đại nhân ta không thấy mọi người về hoàn thành ta muốn đi cứu nhị hoàng huynh công chúa như vậy thì không tốt đâu mọi người trực tiếp bẩm báo với phụ hoàng ta tiêu ca ca nói kỳ trước tra ra nhị hoàng huynh bị nhốt ở trấn thành vân thân phận của ta đã bị tiết lộ tiêu ca ca đến cứu ta không qua đó ngoài ra tô đại vương có thể mời huynh đi cùng ta cứu người không tô đại vương liệu có thể để thôi thì huynh đệ đã nói rồi chuyện này ta nhất định phải giúp rồi cảm giác mình như là nhân viên cứu viện vậy có điều gì cứ để hết tiêu huynh đệ gia nhập đại sơn vực mấy cái chuyện này chẳng sao cả một ngày sau trấn thành vực tiểu ly tử ngươi tìm một khách điếm lớn hơn hôm nay chúng ta đi trước rồi tính dân đại lão buổi tối hậu viện khách điếm tật phòng kiến trạm tiêu ca ca tiêu ca ca vô tướng quân sao lại rách rồi không sao vừa rồi sử dụng linh lực ảnh hưởng vận hành huyết mạch băng lại là được rồi đó là vì muốn cứu ta nếu huynh không đến thì sẽ không mất đi cánh tay kiếm đạo của huynh phải làm sao đây không sao công chúa thì ta không muốn tranh với cô nhưng cánh tay của tiêu huynh đệ là vì cứu ta mới bị đứt nè tôi đại vương tức là quá đáng tiêu ca ca là người bị thương người bị thương thì không thể uống rượu không sao không sao đầu năm nay đâu có giáng sinh hơn nữa rượu trắng còn hoạt huyết tiêu độc lấy độc công độc mà tiêu huynh đệ là một giò chứ tiêu ca ca đừng uống hối hận sao cả một kích của ta một cánh tay huynh hối hận sao nói thì không hối hận chút nào thì có quả dối nhưng huynh từng đã cứu ta lại còn cứu cả chi vân nữa cho nên đừng nói là vì huynh mất đi một cánh tay cho dù cần mạng của ta thì cứ việc lấy thôi ta nợ huynh một mạng uống đi đều ở trong rượu đều ở trong rượu cái gì với cái gì thế này sao lại cảm thấy mình mới là người dư thừa không phải nên là mình đến an ủi tiêu ca ca sao tiêu huynh đệ sau này cái dự tính gì có đại ca ta trước còn tức là nhị hoàng tử cứu ra trước rồi tính sau nhưng chuyện khác thì tạm thời ta cũng không nghĩ được tay phải cầm kiếm đã mất rồi thực lực đã giảm mạnh dáng vẻ này của ta còn là kiếm khách cái gì nữa sau này thế nào thì ta cũng rất mơ hồ chuyện thực lực thì thực ra không cần phải để trong lòng chuyện quan trọng nhất là huynh thân là một kiếm khách tại sao lại xuất kiếm tại sao lại xuất kiếm à bài giảng hết cờ tại đại vương đã mở lần nữa ở quê ta rất nhiều người liền tay trái có người thì trực tiếp dùng miệng ngâm kiếm không có bàn tay thì tay trực tiếp cột lên hai cái tay cùng có kiếm khách thì mắt mù cho nên thực lực có thể từ từ tu luyện binh khí thì bị hủy có thể luyện cái khác tay phải không còn thì tay trái những chuyện này đều không phải quan trọng nhất chuyện quan trọng nhất là do huynh xuất kiếm nhất định phải kiên trì tôi đại vương uống nhiều rồi sao còn dùng miệng ngậm kiếm lý do xuất kiếm à lý do ta xuất kiếm rốt cuộc là gì chờ trấn thành vân hôm nay đã là ngày thứ ba rồi hy vọng hôm nay có thể có tin có nhiều của hoàng nhị ca đừng sốt ruột chỉ còn ngã thần trấn thành vân thì chúng ta sẽ tìm được thôi tiểu lý tử và đường tiểu ca hôm nay đi về phía đông mấy cái người chúng ta đi về phía tây đi trấn lớn như thế này vậy mà lại không thể trực tiếp muốn nói tìm nhiều hoàng tử đúng là hơi phiền phức đó à phải đó là không thể giáng cáo thì treo thưởng hai thú vị bảo vệ đã thụ lệnh đầu đại vương sự chúng ta rồi người thì đất cũng phải tức giận đó thật sự còn chúng ta còn biết phát hỏa ở đó cái chuyện gì vậy bàn bá đào lại thu phí bảo vệ lần này là nhắm vào người ngoài ây da vậy mà tiêu rồi ai cũng không giúp được họ hình như nghe thấy đại vương sơn ta cũng nghe thấy hình như là giọng của tiểu bạch long chắc không phải trùng hợp như vậy chứ đi xem thử đi tô đại vương hàng đại bằng con cả quận chúa nữa bà tiêu nhã bà tiêu long lân nhất thiên vì đồ đến đây là hết mấy quan đâu tô đại vương tôi nhớ ngài chết bớt tôi tránh ra giữa đường mà cậu làm như vậy rất chướng mắt đấy dám sao chép cái chiêu đại chiêu của ta đang xấu hổ chép cái gì mà chép cắm miệng hết cho lão tử nói nửa ngày chuyện thu phí bảo vệ ngươi thì quay đầu liền quên mất chúng ta tự mình nói chuyện đi thủ lĩnh bá đàn đào bàn hình như các ngươi hoàn toàn đang xem thường bá đào bàn ta quyết định rồi tướng đội đại vương sơn phải dọc phí bảo vệ gấp đôi muốn đại vương sơn ta dọc phí bảo vệ hắn ra cửa không xem hoàng lịch sao bà tiểu nhã tí tí bà tiêu lộc chướng quầy thương hàng đại vương sơn bá đào bang tô đại vương bá đào bang là thế lực địa phương bái mã đầu là quy tắc thương nghiệp chúng ta gia nhập gia với tùy tục thì một chút cũng không đáng gì làm ăn ấy mà hòa khí sinh tài nhưng ta cảm thấy phía bảo vệ không ổn đại vương sơn chúng ta quận đông châu cũng có danh tiếng công tác hộ vệ sao có thể giao cho vào tay người khác chứ muốn thu phí bảo vệ của đại vương sơn ta hộ vệ cũng chính là công việc của vệ sĩ chúng ta phải tự lập còn kế hoạch gì nữa thì nói ra xin xem
Đế quốc Tiền Vương chúng ta chiếm cứ 3 quận Đông Châu, Trung Châu, Nam Châu, còn số 5 châu đại lục. Trước mắt thương đội chúng ta vận chuyển đến một bộ phận thành trấn ở Đông Châu và Trung Châu. Sau này mới rộng việc làm ăn đến cả đế quốc, thậm chí là đại lục Nam Châu. Nhất định còn người chuyên môn vận chuyển bảo vệ và canh giữ hoàng hóa. Trời ơi, sao lại trò chuyện nữa? Cảm giác tồn tại của ta thấp vậy sao? Này này này, trong tổng chúng ta một chút không sao? Không được không? Tốt xấu gì ta cũng là thủ lĩnh bàn phái. Cho nên, ta định phát triển đội ngũ tiêu sự của chúng ta và mạng lưới khó. Mỗi mạng lưới sẽ sớp nhân viên canh gác. Ta chịu hết nổi rồi, ta muốn phát điên. Đây ra, phí bảo vệ vốn dĩ là bao nhiêu? Nỡ mặt linh thạch, phải nhịn. Vốn dĩ mỗi tháng là 1 vạn linh thạch trung phẩm. Vì các người bất kính, bây giờ phải vào gấp đôi, 2 vạn trung phẩm. Nhân lúc ta còn chưa phát điên, thì mau giao tiền. Nếu không thì thương hành của đại vương sợ các người, đừng hòng mà xây dựng ở trấn thành vần nữa. 2 vạn linh thạch trung phẩm à? Hình như không đủ. Không đủ. Tôi đại vương đang nghĩ gì thế? Ta thấy ít nhất cũng phải 10 vạn. À, ngươi cho ta 10 vạn linh thạch trung phẩm. Phí bảo vệ 1 vạn linh thạch, ta cũng chỉ nói thế thôi. Ngươi không trả giá sao? Không trả mà còn lại tăng giá. Nghĩ gì thế? Là ngươi phải đền cho ta giá trị cái đống táo mà ngươi làm hỏng đáng giá 10 vạn linh thạch trung phẩm. Còn ngay ra đó làm cái gì? Máu đền tiền. Mà nó, ngươi đèo đến nỗi, ngươi nghèo đến nỗi phát điên rồi. Mấy cái quả táo nát này mà cũng đáng 10 vạn trung phẩm. Coi ta là kẻ nhà quê không biết số đời à? À không không không, đây không phải là táo bình thường. Có thể loại trừ đàn độc, tinh hóa thể chất, phá vỡ nút thắt tăng cấp, công hiệu thậm chí là so với linh dược cấp 3. Một rừng táo 10 vạn linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm không bồi thường. Hôm nay các người đừng hòng rời đi. Người các khoác lác lên trời, nó cũng chỉ là quả táo bình thường thôi. À không đúng, ta đến thu phí bảo vệ bồi thường cái con khỉ gì. Muốn chết à? Dám lừa đại gia, lên cho ta. Nam thì phế, nữ thì đưa đi. Nữ nhân này quá xinh đẹp, bắt về hiếu kính lão đại trước, sau đó thì dám trêu chọc bá đạo bàn, bọn ta có biết chữ chết viết như thế nào không? Tiêu huynh đệ, mấy người này giao cho huynh xử lý, không thành vấn đề chứ? À, Tiêu ca ca, ta tránh nè. Tại sao Tô đại vương chỉ tránh đi không tấn công? Ây da, Tiêu huynh, người này cũng nhờ huynh giúp ta xử lý, ta và Tiêu Nhã còn chưa nói xong. Ây da, cảnh tỷ của ta, mấy cái tên này đều là võ tướng trùng dày, Tô đại vương hẳn là có thể giải quyết nhẹ nhàng. Tại sao lại cứ luôn cường điệu giao cho mình xử lý? À, giết chết tên mất tay này, mọi người cùng giết hắn. Một cái tàn phế chẳng có gì phải đáng sợ cả. Tô đại vương, huynh có ý gì? Nhiều nghĩ như vậy huynh còn xem, huynh ấy còn trọng thương chưa khỏi, huynh muốn thầy huynh ấy chết sao? Phải đó đại vương, hay là chúng ta đi giúp đi? Không không không, Tiêu huynh là kiếm khách, là cường giả thiên phú dị bẩm, huynh ấy không cần được thường tiếc. Ây da, chân của ta. Đại ca, cái tên tàn phế này rất ác, một đám vô dụng, ngay cả tên tàn phế cũng không xử lý được. Ta sẽ phế cánh tay cuồng lại quán, xem hắn cũng ngông cuồng thế nào. Uy áp của tên thủ lĩnh này là võ tướng đỉnh cao, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Ây da, sức mạnh của võ tướng đỉnh cao, ta muốn gì có thể nhẹ nhàng chống đỡ. Nhưng bây giờ Tô đại vương, Tiêu ca ca không chống nổi rồi, vết thương tay phải đã chảy máu rồi. Quân ấy đi, hãy giúp quân ấy đi. Đừng vội, lòng tin với quân ấy một chút đi. Tiêu huynh, giả sử bây giờ chúng ta đều là người bình thường, không đủ sức trói gà. Giả sử đối phương chẳng những thực lực cao cường hơn nữa, bối cảnh thâm hậu, bây giờ hắn muốn cướp nữ nhân giết huynh đệ của huynh. Mà bây giờ huynh trọng thương, thực lực không còn, huynh chỉ có một thanh kiếm này. Huynh nên làm thế nào? Huynh muốn làm thế nào? Ta, lý do ta xuất kiếm. Phải, Tô đại vương nói đúng, lý do ta xuất kiếm với việc ta có phải cao thủ hay không, có trọng thương hay không thì không liên quan. Không phải cao thủ mới có thể xuất kiếm, không phải cao thủ mới có thể làm kiếm khách. Ta có một thanh kiếm, ta chỉ còn lại một tay trái, vậy thì dùng tay trái đi làm kiếm. Không không có tay, ta sẽ dùng miệng xuất kiếm. Mà nó, ngậm kiếm của người đi, lão tử đang gãy kiếm người. Mà nó, người ngậm thử ta xem. Kiếm không còn, ta sẽ lấy thân làm kiếm. Trời, mũi của ta, một kẻ tàn phế như người tốn sức như vậy làm cái gì? Nằm một bên làm con cá khô cũng không ai trách ngươi. Bởi vì ta muốn bảo vệ nữ nhân của ta, bảo vệ huynh đệ của ta, bảo vệ tất cả những gì ta cần phải bảo vệ. Bảo vệ chi kiếm chính là đạo của ta. Như vậy mới đúng, thời cơ vừa khéo, cho huynh thêm một mồi lửa. Bạch Tiêu Long, kiếm của ta đâu, đi đâu về đâu, yêu và hận tình khó gì nhất. Mở mù xích đi. Dạ. Cái thứ lớn như vậy từ đâu ra vậy? Kệ nó, từ đâu chui ra. Ở lâu với người của Đại Vương Sơn rồi cũng sẽ quen thôi. Lúa Đại Vương Sơn, bằng bút máu gà, linh lực phía ta và phía đạn
lâm thời tăng lịch 30% linh lực hồi phục toàn bộ, thời gian duy trì đến khi ca khúc ngừng mới thôi. Linh lực tràn ra từ đan điền, hơn nữa tinh thần không ngừng phấn chấn từ ca khúc. Đạo của ta chém nát trời cao. Đúng và sai, hiểu cũng không hiểu. Ca khúc giao kiếm như mộng và tầng bút đặc biệt bảo vệ tín niệm, cảm giác vết thương cũng chẳng thấy đâu mấy. Đây là khúc gì có công hiệu như vậy? Siêu tiến hóa đi, tiêu ánh hàng thú. À, ta đây là thân cấp rồi, võ vương trung giai. Ta xây một mảnh mông lung, ân và oán là hư là ảo. Tàn cấp thì sao? Vẫn là kẻ tàn phế, không có tay phải. Ngươi còn giả vờ làm kiếm khách cái gì chứ? Cùng lên, đi giật hắn. Lên, sống lên. Ta tỉnh một hồi mộng xuân sinh, và tử tất cả thành hư không. Diệt cái tên tàn phế chết tiệt này. Ngươi ức hiếp ta, ức hiếp thân hữu của ta, là kẻ địch của ta. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hân không thể tương phục. Kiếm bảo vệ trấn thủ phía trước, vĩnh viễn không lùi bước. Yêu cũng vội vàng, hận cũng vội vàng, tất cả đều theo gió bay. Kiếm phong cuồng tiếu một tiếng, thở dài một tiếng, vui vẻ cả đời. Ai cũng từ ai cùng ta sinh tử bên nhau. Kiếm phong trấn thủ. Mẹ nói chứ, đại hiệp, ta mở, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Chiêu này của tiêu ánh hàng thế mà lại khủng khiếp như vậy. Đại chiêu này tuyệt quá đi. Mạnh quá. Cái này uy lực giống nhau, kỹ năng hợp kích của võ vương mập kỳ không phải là chỉ là hiệu quả khác nhau mà thôi. Quỳ gối rồi. Đại hiệp ta bợ. Tô đại vương, cảm ơn. À, yêu ca ca không sao chứ. Vừa rồi ta lo lắng muốn chết luôn đó. Vừa rồi phạm vi tuyệt sát của chiêu kia quá tuyệt. Tiêu huynh để đến gần mức thần cấp. Đây mới gọi là cao thủ, cho nên nói lý do xuất kiếm mới là quan trọng nhất. Hôm sau, cửa hàng của Đại Vương Sơn, để gấp ai cũng có, từng người một, từng người thôi. Cho ta 100 cân lính mỡ Đại Vương đó, ta lấy 20 cân táo. Nè nè nè, đến trước mà, đừng có chen hàng. Người chen hàng thử xem, nghĩ lại thảm trạng của bá đao bang hôm qua đi. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Việc làm ăn rất tốt sao? Lần trước Đại Vương đến phủ quận vương, đánh bại đồng thời cứu nhân thú thác màu dĩ. Bây giờ người ta là đại tế tự rồi. Thực lực tương đương võ vương trùng dài dân tộc. Lần này ta thấy tên tiêu ánh hàng kia sớm muộn cũng gia nhập Đại Vương Sơn, cũng là võ vương trùng dài. Rốt cuộc Quỳnh muốn nói cái gì? Người xem, Lăng Nhất Thiên bối phận người nhỏ nhất, không có gì chứ. Tiểu Bạch Long thực lực người thấp nhất, cũng không sao chứ. Ta cũng đã lâu không thăng cấp, phải nghĩ cách nói với Đại Vương dẫn dắt ta thêm. Nếu không sau này cao thủ gia nhập càng ngày càng nhiều, chúng ta còn cảm giác tồn tại sao? Tám phần đến khi đó sẽ không còn cơ hội ra trận. Phải đó, chúng ta chỉ là một đại sự thôi. Trừ việc bình thường giúp đỡ giảng dạy cho sư thúc tổ ra, cũng không còn chỗ nào cần ta nữa. Lần này vẫn phải làm y sư, đi theo mới xuất sườn với Bảo Tiêu. Đúng đó, phải làm sao đây? Ta cũng rốt sốt ruột lắm, cứ tiếp tục như vậy chênh lệch giữa ta và Tiểu Tiểu sẽ càng ngày càng lớn. Cẩn thận một chút, trái cây thì để trên sập bên ngoài. Có rồi, mọi người không cảm thấy Đại Vương Sơn chúng ta thiếu một nữ chủ nhân sao? Nếu ta giới thiệu tỷ tỷ cho Đại Vương, Tô Đại Vương sẽ trở thành tỷ phu của ta. Vậy Tô Đại Vương sẽ giúp đỡ cho tiểu cửu ta đây, xích kỹ năng khai tiểu táo linh đàn dịu dược, cái gì cũng không thành vấn đề. Về cái mặt bối phận ta cũng có thể ngang hàng với Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu của Đại Vương phối với đệ tử quan môn trưởng lão đúng là môn đăng hộ đối. Ngươi vì tu luyện thượng vị và cô gái hy sinh tỷ tỷ của mình, ngươi có còn nhân tính không? Đê tiện vô sĩ, hạ lưu, có điều. Chú ý này, ta thích. Có điều, khai tiểu táo, nhớ dẫn ta theo. Tô Đại Vương nói cái gì, bán tốt là cả đời. Cũng không thể quên ta, tổ ba người chúng ta là quyền lão. Cũng không thể để cái tình thiết ngu ngốc đứng ở đại môn kia chỉ mì phong. Nếu vậy, nhìn cái dáng vẻ của bà tình ngốc ngu thiệt, đó là liền ta tức giận à. Lẽ nào ba kẻ khờ chúng ta lại không hơn được ba kẻ ngốc chứ? Tô Đại Vương, ta đang muốn tìm Quỳnh. Lần này, lúc lấy hàng Quỳnh không ở trên núi, tiền hàng trực tiếp đưa cho Quỳnh. Quỳnh đến xem thử. Vừa hay. Người mới là kẻ ba kẻ khờ. Cả nhà ngươi đều là ba kẻ khờ đó. Chúng ta nói thế nào cũng phải là tổ hợp ba anh hùng chứ. Có tiền rồi, đúng rồi. Vừa rồi ba người trò chuyện cái gì thế? Nói ra để ta vui chung với. Không cái gì, chúng ta đang nói việc phía Trấn Thành Vân là xong rồi. Trạm kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu? Đúng, vì sự phát triển của Đại Vương Sơn mà ra cớ sách vốn là chức trách của chúng ta. Bạch Tiểu Long dự định giới thiệu tỷ tỷ hắn cho đại lão, sau đó hắn sẽ trở thành tiểu cậu của Quỳnh, danh chính ngôn thuận theo đuổi cô nương tên là Tiểu Tiểu cái gì đó. Mà ba người nhóm họ nước lên thuyền lèo, có thể vượt qua ba kẻ thiết ngu ngốc canh đại môn kia. Ba ngày không đánh là muốn lật nóc nhà sao, Bạch Tiểu Đệ? Người ngứa dạ hả?
còn muốn danh chính ngôn thuận theo đuổi tiểu tiểu, người xem cái dáng vẻ gà yếu ớt hiện nay của người đi, người phải ghi nhớ kỹ. À, lại đánh ta nữa. Bạch Tiểu Quỳ, đều tại cái Bạch Tiểu Long kia. Ta biết, đệ của ta nói chuyện không có đầu óc. Tiểu Lý Tỷ, sao người có thể bắn đứng chúng ta? Còn thối đan nữa, nộn ra cho ta, người trốn qua cạnh cửa từ lúc nào thế? Nộn tay táo ăn tối qua ra đây, còn dám bắn đứng ta nè. À, các đại ca ta sai rồi, đừng đánh ta. Tôi Đại Vương, đều là Tiểu Long hồ nháo, chúng ta thực sự không có hợp. Tôi Đại Vương là người làm đại sự, sau này nhất định sẽ hô mưa gọi gió làm ra sự nghiệp lớn. Mà Bạch Tiểu Nhã ta không có mục tiêu gì lớn, chỉ muốn làm tốt việc làm ăn, thì một người bình thường sống qua ngày có hạnh phúc đơn giản là được rồi. Cái cửa cái đó, cửa hàng ta rất bận, ta đi trước. Đừng nói là không có suy nghĩ. Có lãnh thánh nữ trong truyền thuyết, ở đó ta dám nghĩ cũng không dám, mạng sống quan trọng hơn. Vậy được, sau này việc làm ăn ở Đại Vương Sơn phải nhờ vào cô phí sức hơn. Mẹ nó, gọn gàng dứt khoát thật, chứ dùng một hơi đã từ chối mình rồi. Mẹ nó, gọn gàng dứt khoát một, dùng một từ, một hơi đã từ chối mình. Ôi trời ơi, lần thứ hai rồi, không hợp, có ý đó ta đã bị từ chối. Bạch Tiểu Long, người chết chắc rồi, ta nói đó, người chết chắc rồi. Chỉ vì tỷ tỷ của người một hơi từ chối ta, ta không ti ra, không ti ta không có ý đó, nhưng ta vẫn cảm thấy rất mất mặt, cho nên ta phải lấy người ra xả giận, rung rẩy đi thiếu niên. Hả, chẳng phải vừa rồi đã đánh rồi sao, tại sao lại còn... À, chúng ta không có là tay, đều là do hắn đánh đó. Hả? Đại lão, cứu ta, Đại Vương Sơn, các người rốt cuộc tổ chức gì? Nói đánh là đánh, các người đều là thổ vĩ sao? À! Ai, chẳng quá tình trường thất ý, đô trưởng chắc sẽ thất ý gì? Đại Vương Sơn, ta biết sai rồi, ta bảo. Đại lão, đánh đất, giúp ta báo thù. Phi, mình hoàn toàn không có tình trường mà. Hệ thống, ta có tiền rồi, ta muốn mua vé cầu. Một đống vé cầu. Phòng Tô Vũ ở khách điểm, chuyến cổ tích đều gáp người. Hệ thống, ta có tiền rồi, ta muốn mua vé cầu. Phòng Tô Vũ ở khách điểm, chuyến cổ tích đều gáp người. Mẹ nó, mình là bận rủi gì đây, một cộng lông cũng không trúng. Xem ra, chỉ có thể hiến ra một chiêu thôi. Lần trước lật bàn với chiến võ tộc, chính là dựa vào hậu chiêu Đại Vương Sư Tổ để lại. Nhưng cần chúng ta tự mình cầu, đây hoàn toàn phải xem vận may, chỉ cần cào ra chữ không phải cảm ơn quý khách thì lập tức giao cho ta. Tấm thẻ lần trước chính là do Tiểu Lý Tử cào ra, hôm nay làm lại lần nữa phải lợi hại hơn. Mọi người cùng cào, cố lên, người cào thưởng, người cào trúng có thưởng. Cái này Đại Vương Sơn Tí Tâm Thạch là cái gì vậy? Đại Vương Sơn Tí Tâm Thạch liệu có trung thành với Đại Vương Sơn hay là không thử là biết ngay. Sau khi tiếp xúc với Tí Tâm Thạch biến thành màu đỏ là trung thành, biến thành màu đen là có lòng phản, đã biến thành thẻ thu nạp vào ba lô hệ thống. Đại lão, hình như ta cào trúng cái chiêu gì mà hoán cái gì đó, chiêu hoán triệu vân nhập thể, võ vương trung dài là có thể sử dụng thời gian một nén nhạc, thời gian làm nguội đi là 24 giờ, tổng cộng có 3 cơ hội sử dụng, đã biến thành thẻ thu nạp vào ba lô hệ thống. Công chúa cào trúng rồi, Lý Vân Phi cũng cào trúng. Nam Hải bảo tàng nha, bao đưa ta. Phải đến võ vương trung dài mới được sử dụng, còn những điều kiện khác tuy hạ khác chút, nhưng đây là triệu văn đó. Tí Tâm Thạch, có thứ này sau này Đại Vương Sơn thu đệ tử có thể lập trước sơn môn một điểm kiểm tra, như vậy là tiện nhất. Quá phong phú rồi, ta mời mọi người ăn lẩu. Hả, lẩu là cái gì? Có ăn là được rồi, luôn cảm thấy lão đại lấy thứ gì đó của mình, cảm giác cơ thể bị đào rỗng vậy. Qua mấy ngày, hậu viện khách điểm. Chị Vân, năng bình tĩnh một chút, đừng có lộ bỡn. Ta không bình tĩnh được, lại qua 2 ngày không có chút tin tức gì. Tôi Đại Vương, sao huynh vẫn còn cào thử vậy? Có phải chúng ta nên thương lượng chuyện hoàng huynh không? Tôi Đại Vương, xin lỗi, tính tình chỉ vẫn sốt ruột. Chẳng phải ta đã phái người đi rồi sao? Cái này vẫn không đủ, ta thấy nên thuê thêm nhiều người để tìm. Như vậy đi, nếu huynh giúp ta tìm được nhị hoàng huynh, ta sẽ bảo phụ hoàng phong toàn quyền đất đai của Đại Vương Sơn cho huynh, còn lập địa khế ước vĩnh viễn cho huynh, lợi ích của huynh được đế quốc thừa nhận bảo vệ thế nào? À, lúc đầu ta nói ngông cuồng một chút, muốn chiếm Đại Vương Sơn, nói nhát gan một chút là ở giả ngoại khai hoang trồng trọt. Nhưng nếu được đế quốc thừa nhận, ta khai tông lập phái mở rộng quy mô cũng tiện hơn không ít, ít nhất thì danh chính ngôn thuận. Với cái mục tiêu chủ tuyến khiến Đại Vương Sơn trở thành thánh địa rất có lợi. Nhưng chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Công chúa, ta hứa với cô sẽ giúp cô tìm nhị hoàng tử, tuyệt đối không nuốt lời, cô phải kiên nhẫn một chút. Ai, có tiểu đệ của ta bị họ kéo đến tổng bộ nhập hàng áp tiêu làm khổ sai, lại còn để ta lại đây làm con tin và làm công trả nợ nữa. Sao lại phức tạp chứ, chẳng phải chỉ... Ôi, ngày nào cũng quần bác quét dọn, tốt xấu gì cũng là chủ của một bạn
sao lại rơi vào bước đường làm công trả nợ chứ? Đau khổ quá. Chủ yếu là khi nào làm đồ có. Chúng ta không hề lười biếng. À, chào Tô Đại Vương, Tiêu Đại Hiệp. Rốt cuộc có khó khăn gì? Vẽ thêm hình, nhiều hình một chút, dán cáo thị khắp nơi chẳng phải là xong rồi sao? Vấn đề chủ yếu không phải là công khai dán cáo thị. Động tĩnh quá lớn sẽ khiến dự đảng của Tử Thương Lan, Phương Tử chú ý. Còn không biết sẽ gây ra biến cố gì. Rốt cuộc thì phải làm sao? Trấn Thành Vân này là địa giới tam bất quản. Chúng ta chỉ có thể lấy vài bức họa âm thầm đi tìm. Chỉ có thể chậm rãi làm thôi. Nhưng nói chuyện vậy thì lâu quá. Chị Vân đừng có sốt ruột, phải nhẫn nại. Công chúa yên tâm, Nhi hoàng tử các giận tiền tướng, chúng ta sẽ nghĩ tìm cách. Công chúa, nhị hoàng tử, thì ra cô ta chính là tam công chúa đế quốc gần đây rất nổi tiếng. Nữ nhân quá xinh đẹp bắt về trước hiếu kính với lão đại, sau đó cái đám tiểu đệ của ta còn bắt cô ta. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Còn những chuyện cơ mật mà họ nói hoàn toàn không tránh né gì vậy. Vậy căn bản là không định thả ta đi. Muốn để ta làm công đến hết đời. Không được, ta phải tự cứu. Ta phải tự cứu, đúng rồi. Họ muốn tìm nhị hoàng tử mà. Tìm người, nếu không thấy ở đâu cả mà vẫn còn sống, vậy thì có thể ở chỗ kia. Nơi nào? Ngồi ô Trấn Thành Vân, trường đấu thú. Ta vẫn cảm thấy y phục này kỳ lạ. Ra ngoài làm việc mặc váy không tiện, trang phục võ giả này nàng chịu khó một chút. Nhưng ta vẫn cảm thấy nàng không nên đến quá nguy hiểm. Không, cuối cùng cũng sắp có tin của Hoàng Quỳnh. Ta không muốn đợi một mình ở khách điểm đâu. Tô Đại Vương, mời bên này. Tô Đại Vương, đây là đặc sắc của Trấn Thành Vân, trường đấu thú, rất nhiều người thích đến đây đánh cược. Một vài tử tù và nô lệ bị ép ra trận chiếm, giết bà thú để mọi người làm niềm vui. Mà trận đấu này thảm liệt dị thường, gần như cậu tử nhất sinh. Nếu người như ngài muốn tìm chưa chết, rất có khả năng làm việc ở đây, hoặc là trực tiếp bị nhốt ở đây luôn. Tấm biển đó viết cái gì? Bên trên là thứ tự thi đấu hôm nay tổng cộng có 3 trận. Đều là kẻ tên là Thiên Cửu. Phải, nô lệ có chữ Thiên số 9. Gần đây hắn liên tiếp thắng mấy trận. Rất nhiều người muốn mua hắn thật. Nhà cái chỉ đành sắp xếp cho hắn lên hết trận này là đến trận khác. Muốn hắn kiệt sức. Như vậy trường đấu thú mới lấy lại vốn. Sự tàn khốc của tư bản mà. Nhưng mà kệ mấy cái thứ này đi, chúng ta sắp xếp nhiệm vụ của mình thôi. Ngươi giúp ta đặt cược một chút, đặt Thiên Cửu thắng. Không được, tiền thì quá lộ liễu. Lần này chỉ cần tìm thấy người, món nợ của ngươi sẽ được xóa sạch. Một tấm thẻ tự tin, toàn bộ cược Thiên Cửu thắng. Đặt xong buông tay. Đặt xong, ngươi và Hàng Đại Bằng đi cùng nhau. Hai người cẩn thận, lanh lợi một chút, đi xung quanh tìm người hỏi thăm tin tức. Lăng Nhất Tiền, cậu và luyện đại sư hai sao, là đến khu khách quý hẳn không ai ngăn cản. Cậu xem thử đồng thời thăm dò tin tức. Tại hạ Lăng Nhất Tiền, gia sư tổ thánh đàn môn ẩn triệu vô thánh. Hân hạnh hân hạnh, Lăng đàn sư tuổi còn trẻ đã đạt đến đàn sư hai sao, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu Lý Tử, cậu canh chừng cửa ra vào. Một khi chúng ta ở trong xảy ra xung đột, cậu dùng chấn thiền lội bình thường gây ra hỗn loạn. Nhớ kỹ, đừng làm mọi người bị thương. Mà Tiểu Bạch Long là Đường Tiếu Ca ở ngoài cửa chuẩn bị xe ngựa chờ đợi. Lỡ như thật sự cứu được ra, xem tình huống liệu có cần nhanh chóng rời đi không. Tôi đại ca, nói ta nghe chuyện Tô Đại Vương khi trước ở phủ quận vương đi, sao huynh ấy lại xuất phủ chiếm núi làm đại vương thế? Bạch Tiểu Long, như vậy không tốt, ngươi lại muốn bị đánh hả? Tô Đại Vương, đa tạ huynh chuẩn bị chu đáo quá. Không có gì, đây chỉ là cơ bản thôi. Xin lỗi Tô Đại Vương, lúc trước ta còn tưởng huynh không để tâm. Không sao, chẳng qua sau này gặp chuyện gì cũng phải nghĩ cẩn thận. Cô xem, tiêu huynh để trầm ổn biết mấy, như vậy phối hợp chúng ta độ thành cao cũng sẽ cao hơn. Thành công chứ, không thể lộ mặt. Giảng cáo thì xung quanh cô chê nhị hoàng tử của mình chết chưa đủ nhanh à? Hắn có thể bị thường làng vương tử giấu ở đây, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Các vị khán giả, trận đầu tiên được mọi người chờ mong chính thức bắt đầu. Hoàng ngân đấu sĩ đầu tiên thường chiến thắng của chúng ta Thiên Cửu. Mà ba người chúng ta ở đây đợi tổng hợp tin tức từ các nơi. Thiên Cửu, Thiên Cửu, Thiên Cửu. Chúng ta xem tình hình trước rồi nói. Nhất định nhớ kỹ, học hỏi tiêu ca ca của cô nhiều vào, ổn trọng và không vội vã. 30. Thiên Cửu, Thiên Cửu, Thiên Cửu. Đỡ tôi qua hắn là ma thú cấp 5, Phong Luân Lan Vương. Hai con. Ui, sao lại là hai con? Lúc trước chỉ nói là đến một con thôi mà. Như cái dở trò lưu manh, hai con ma thú, phần thắng của Thiên Cửu lập tức giảm đi. Nhưng chúng ta lại mua Thiên Cửu thắng thì thảm rồi. Tổn thất ít mất ít tiền vốn rồi. Ui, ma thú này cũng hung tàn quá rồi. Phong Luân Lan Vương cấp 5. Lúc đầu thì có một người bằng hữu võ tướng trùng dài của ta bị ép dùng cấm chiều, mới học máu miễn cưỡng chống lại một con. Mà lúc này đến hai con hơn nữa, tám phần là soi đối. Thiên Cửu này có tu vi thế nào? Nghe nói chỉ là võ tướng cao dài. Nguy hiểm. Bá đạo phá trận kích. Đạo pháp tuyệt kỹ sát thường dùng trong quân đội. Mà người này là quân đội đế quốc, thân hình chiêu thức đều rất quen thuộc. Người này
Nguy hiểm, nguy rồi. Vết sẹo đó. Tiêu Ánh Hà Nhi và nhiều hoàng tử Dương và âm khí nhỏ. Bất phàm mà. Quân trưởng lần này đi rằng thì địa thăng chắc để đánh bại được hai con gà rừng đấy. Chỉ đây kết giới quanh địa thì có tên nào để chắc được đâu. Chỉ còn có một dặm đường thôi. Quỳnh còn có chịu thua. Để lần nữa thì chúng ta gọi vòng quần chúa cùng nấu cánh gà. Để lại nhà chuyện gì cũng thích kéo theo. Chỉ vần con mồi khó khăn lắm mới bắt được. Con muốn chia sẻ với con bé. Nguy hiểm, mau tránh ra. Đâu quá. Trong trường sàn rõ lại báo tù chưa? Có báo chưa? Giờ khi là bị con mồi của chúng ta dần dầu đến. Quỳnh trưởng là cánh tay của Quỳnh. Còn sao? May mà chỉ là vết thương ngoài da, không bị thương gần cố. Nhưng vì Quỳnh có địa nên mới. Địa là tiểu địa của ta kịch bái. Ta bảo vệ địa là chuyện nên làm thôi. Quỳnh trưởng, đừng có lờ mờ nữa. Áp trời cho ta. Mau đuổi theo con báo kia. Báo kia. Tâm vợ con báo này thì lần này ta tăng chắc rồi. Chị Hoàng, đừng phải áp trận, đừng có tranh con mồi với ta. Là dám làm Quỳnh trưởng của ta bị thương. Con báo, nộp mạng ra đây. Đâu có tranh với Quỳnh chứ, ta đang báo tụ con cháu Quỳnh mà. Sao người này lại trực tiếp nhảy xuống là muốn chết sao? Đại ca, đó là đại ca của ta. Vừa rồi ta còn nói Tiêu Ánh Hàng ổn trọng, lão Hà Quỳnh con quá không nể mặt rồi. Vết sẹo kia quen quá. Mau xem, mau xem. Phong Lân Lan Vương sắp ra chịu lớn rồi. Phong Lân Lan Vương phẫn nộ gầm thét rồi. Tật Phong thích nguy rồi. Trời, người này giết chết Lân Lan Vương trong chớp mắt, mạnh quá rồi. Ôi, nguy hiểm quá. Đại ca, đi đến trễ rồi. Yếu hả? Sao lại là vậy? Để không nên tìm đến tìm ta. Đi xuống trực tiếp giết mà thủ mà nó còn vài tháng đi. Làm vậy là cái gì vậy chứ, người đó lại thật sự là quân trưởng Tô Đại Vương ạ. À, Quỳnh cướp xuống cướp bọn họ đi. Đừng có quá sốt ruột. Để tiểu quân điệu hiện chút đi. Lão Tiêu à, manh động rồi. Lúc này làm sao đưa người đi đây? Người của đấu thủ phú trường sợ sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, ta sẽ đấu thủ trường có hậu chiêu gì sẽ ra tay sau. Giảm phá hoại quy tắc đấu trường. Vậy thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Phong Lăng Luân lần vương bốn con gặp bội vì chết hại cái tật khốn kiến ta thua tiền đi. Chờ đi cho chắc đều đáng tiền đáng chết. Gặp bội đây cả con có thể chiến đấu không? Không thành vấn đề. Hay giết tật phòng kiếm tiếng đây cả chúng ta đã từng sắp xếp xong tiếp ứng giết mấy cái con này chúng ta sẽ đi. Ôi đau đầu quá, cố tình lỡ vào lúc này. Đại ca con sao vậy? Hoa địa ngục độc tính phát tác, đau đầu quá. Kiếm phòng trốn thủ không ổn rồi, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Vì chết Phong Lăng Lan Vương trong chớp mắt cũng giết bốn con, người này cũng quá mạnh rồi. Tiểu Hoàng à, tôi cái nào để lên võ vườn trồng dài vậy? Còn cánh tay của địa đầy cà ra ngoài rồi nói cho ta đi mau. Võ vườn trồng dài à? Có thể một chiêu giết chết bốn con vườn Phong Lăng Lan Vương quả thật là cũng có vài phần thực lực. Nhưng can thiệp vào trận đấu thủ trưởng của ta thì đừng có mong bỏ đi như vậy. Thật sự coi đấu thủ trưởng của ta là chống không người ư? Đã thủ thiên đoàn đấu thủ trưởng bạc hại cái tên đó lại. Ây da, sắp đánh nhau rồi, sắp đánh nhau rồi. Có nhiều người đã thủ như vậy rồi. Cuối cùng vẫn phải xem Sơn Đại Vương ra tay rồi. Hành động. Công chúa đi theo ta. Đừng có lộ ngồi yên hết cho ta. Chỉ là vụ nổ thông thường thôi. Hoàn toàn không nguy hiểm. Ôi chạy rồi, chạy rồi, mau chạy. Nổ rồi chạy mau. Cuối cùng đã đến lúc thể hiện tự thế. Anh hùng có hộ vệ nhớ cả rồi. Ây da. Cái đám tiểu lâu la này không cần để Tô Đại Vương ta ra tay. Để chúng ta tự giải quyết. Có người đến đấu thủ trường trả thù. Mọi người mau chạy đi. Nếu còn nổ nữa thì đời sập xuống sẽ mất mạng đấy. Chạy màu không chạy đâu mất bán. Ôi chạy màu đi, giữ cái mã quan trọng hơn để liên lụy tới Ngộ Thương. Ây da, mà nó chưa, ta chỉ vừa mới lộ mặt thôi mà. Công chúa hãy cẩn thận chút đi. Nhi Hoàng Quỳnh à, cuối cùng cũng tìm được Quỳnh rồi. Nhưng Quỳnh ấy sao vậy? Ôi đầu đầu quá, cho ta hóa đầu ngục, cho ta địa ngục cho ta. Lời độc của họ đi ngục phát tác. Tô Đại Vương Quỳnh là cái gì vậy? Chị Vân à, Tô Đại Vương nói đúng đó. Như vậy nhanh hơn chút, chúng ta cấu người ra trước. Đánh thắng mấy cái con gà yếu tôi về thì muốn đi ư? Huyết Hương Hải, con bồi nhị hoàng tử thì cứ để đây, quả nhiên là có được cả lớn. Quả nhiên cái đám thú vệ vừa rồi chỉ đến tấu hài thôi, giờ lại thêm một nhóm Huyết Hương Hải à. Tiêu Ánh Hàn chính là người đã hủy đi mấy cái cứ điểm của bọn ta. Hôm nay ở lại bồi thường đi. Có điều các người cũng lên đi, bọn ta gấp lắm. Tiêu Địa đại chiêu người năng lượng phúng mặt tiền mát kiếm phòng trân thủ. Hiểu rồi. Nói chỉ là một đám vào vườn sợ dài, hoàn toàn không đủ để chém. Ây da, vừa đánh ra hai đại chiêu, các người không đủ võ đức. Chúng ta có lên giúp đỡ không? Tôi Đại Vương và Tiêu Đại Hợp chỉ có hai người là có thể thắng nhiều võ vườn không? Ôi, ta thành mình trước, không phải là ta sợ, mà là đây là lão bảo tà trấn thủ ở đây. Chủ ngốc à, đều là võ vườn, chúng ta đem thêm món cho chúng ư? Ôi bỏ đi, bỏ chứ không đi, Tô Đại Vương chúng ta chuyên trị những người không phục.
Bà Tiểu Long mà sao lại đến đây? Chẳng phải là người canh xe ngựa rồi tiếp cả ở đây à? Ta thấy người chạy hết rồi nên đến đây xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt, ta thấy người là ngứa già thì phải. Phá giáp đồn kim, tật phong kiếm trảm. Ta không phục, mỗi người đều là võ vương, sao hai người các người dựa vào đó mà mạnh như vậy chứ? Vấn đề này ngươi không cần phải cảm thấy quá nhược trí sao? Cái đám võ vương hàng giống bị hóa địa ngục thuộc chính như các người, sao có thể so với hai thiên tài chúng ta được chứ? Người qua wow, đại vương mạnh quá, đại vương y vũ. Ta đã nói rồi mà, chiến trị những kẻ không phục. Ui, mạnh như vậy mà lúc đó mình còn ớ tiệm người ta thu phí bảo vệ nữa chứ. À, còn bị giết chết thật là tốn tiền đã tích mấy phút đức rồi. Mọi người đều ở đây, ở kia tiếp ứng chúng ta đi. Đội nón rơm là Tiêu Ánh Hà, võ vương trùng dài, nhưng tiếng mất một tay. Phạm vi có chiều trấn thủ ngược lại cũng khá lợi hại, nhưng công kích lại rất bình thường. Còn có một con kiến võ vườn sợ dài, thực lực thì bình thường, nhưng con dao thấy rầu kia không tệ. Có điều ai điên khùng lại lấy vật liệu tốt như thế để làm dao thấy rầu chứ? Ai? Ồ, chúng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay các người đều phải chết ở đây. Bởi vì hại chúng ta chỉ có một con đường chết. Võ tông sợ dài hai người. Còn chú à, đưa nhị ca của cụ tránh một bên đi. Hai người cẩn thận. Quả nhiên vẫn còn có ác chủ bài. Công chúa và phế nhờ nhị hoàng tử có thể vào tranh cho vương gia. Làm tiền cược đàm phán có lẽ là giải quyết được cuộc chiến biên cương. Ừ, chỉ là hai người sống thôi. Những người khác đều phải giải quyết hết. Tiêu Ánh Hàn, ngươi ba lần bốn lượt giết người của Hiết Hương Hải. Chịu chết trước đi. Ừ? Võ vương con võ tông luôn. Ủa, à Tô Đại Vương. Tại sao huynh? Vì huynh chỉ còn là một cánh tay thôi, lần này để ta để cho huynh. Nhưng lần này có đến hai võ tông thực lực toàn thịnh. Yên tâm đi, ta còn có thể. Ui, đại vương học máu rồi, không sao chứ? Làm sao đây, chúng ta không giúp được gì được. Tí đại vương mạnh nhưng chênh lệch cấp bậc quá lớn, rất khó nói nha. Ui, đến đồ ngôn như thế cũng không thể chồn chấn tiền lôi bán cải thiện được. Lần đánh nhau thì ta còn chưa sợ ai đâu, là lần nữa đi. Giá trị kinh nghiệm kỹ năng đánh nhau lên 45%. Đến đây mấy đứa nhìn thẳng vào ta đi. Ồ, ngươi còn chưa ăn cơm ư? Ăn rồi mà. Hay là ngươi cũng ra tay thử xem. Ngươi chưa ăn cơm à? Ăn rồi. Hay là ngươi cũng thử ra tay xem. Để ta sách kỹ năng chịu đánh giá trị kinh nghiệm tăng 60%. Tô đại vương, để ta giúp huynh. Không cần, ta đỡ thì là luyện thở, nếu huynh đỡ thì sẽ bạo thể mất. Ý, uy áp cấp võ tông X2. Món nợ của chúng ta lát nữa tính sau. Dù sao hôm nay người cũng chết chắc rồi. Có cần lắm mới có một bao cát chịu đánh, để chúng ta làm nóng cơ thể chứ. Bao cát? Sao ta lại cảm thấy các người đang giúp ta xoa bóp gân cốt thế? Đừng nói lực đạo của hai vị võ tông thực sự rất đủ sức. Dù sao hôm nay hoặc là hai người chết, hai người giết ta chết, hoặc là ta đánh hai người chết. Sách kỹ năng chịu đánh giá trị kinh nghiệm 65%. Miễn tiện, người nhiều mong muốn. Chiêu trấn thủ của Tiêu Ánh Hận cùng với năng lượng phúng tiền của tên kia đều là truyền linh lực từ dưới đất lên. Sách kỹ năng chịu đánh giá trị kinh nghiệm 70%. Khi khống chế sẽ hào phí hơi lớn, có điều vẫn rất có suy nghĩ đó. Công pháp luyện thể này của tên này rất tốt tệ, chịu rất nhiều công kích bậc đây mà của chúng ta như thế mà vẫn không chết. Đẳng cấp công pháp này sợ rằng hơn cả võ tông ta. Giá trị kinh nghiệm 75, 80, 85. Nè tiểu tử, hiến thân pháp luyện thể của người, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Với trí tuệ của hai vị, giá trị kinh nghiệm 90, 95%. Ta sợ hai người học đến già khi chết cũng không tham ngộ được. Cẩn nguyện 8 phần công lực, ta không tin ngươi không còn chịu được. Quy rồi, dùng sức quá mạnh như vậy không chiếm được công pháp rồi. Tô đại vương, tại sao ta lại yếu như vậy chứ? Ngay cả uy áp cũng không đỡ nổi, tại sao? Nè, các người muốn làm cái gì vậy? Không nhìn thấy đại vương của các người bị đánh nát rồi sao? Hử? Có phải ý ta là đại vương của các người thua rồi, Tiêu đại hiệp cũng bị uy áp khắc chế, các người còn đi làm cái gì? Báo thù cho đại vương chúng ta, đây chẳng phải là chuyện tiểu lâu la nên làm sao? Đúng vậy, đại vương vẫn luôn chịu đánh, nhất định là có lý do của ngài. Bây giờ nên đến lượt chúng ta lên, tranh thủ chút thời gian cho đại vương chúng ta. Ta có mấy chấn thiền lội, có lẽ chống được một chút. Kệ đi, liều thôi. Đó là hai võ tông mà, hai võ tông của Hiếp Thượng Hải đó. Các người không sợ, có đi mà không có về sao? Vậy thì cứ đi, có đi không về thôi. Thực ra là do Thác Lưng không truyền đến cầu cứu và cảnh báo gì. Ta nhớ lần trước Nạp Lan Tỷ gặp nguy hiểm, Thác Lưng đã phát ra cảnh báo à? Hả?
thất lân gì, cảnh báo cái gì? Các người sao vậy? Ta nói thật mà, chỉ có người nói nhiều, chỉ có người đồng minh hiểu thì cũng đừng nói. Con có thể làm huynh đệ, chúng ta chờ coi biểu diễn khó khăn biết mấy đâu phải không? Người không biết chứ, các người đến tấu hài sao? Không căng thẳng chút nào hả? Thì ra không có nguy hiểm. Bạch Tiểu Long sao huynh lại nói thẳng ra, khó khăn lắm ta mới có dũng khí à lại đánh ta. Ai, náo loạn cũng đủ rồi, bây giờ là thời gian biểu diễn của bổn đại dương. Giá trị kinh nghiệm quá tải 125%, cái cuối cùng suýt chút nữa cũng bị đánh nát rồi. Có điều kỹ năng chịu đánh đại viên mãn, đa tạ các người. Quả nhiên Tô Đại Vương sao lại bị Võ Tông đánh bại chứ? Tô Đại Vương giỏi nhất, chẳng trách sư tổ ta Võ Thánh đàn ẩn chỉ có thể ở Đại Vương Sự làm trưởng lão. Sách kỹ năng chịu đánh lợi hại quá, trong sách kỹ năng Tô Đại Vương truyền cho chúng ta cái này không có giới hạn phải không? Vừa rồi bị trắng như thế à, bị đánh như thế, mày đó các người đang biểu diễn hả? Đại lão Y Vũ, vừa rồi ta thật sự muốn xông ra giúp đỡ mấy đại lão đó hả, thế mà lại lấy công kích của chúng ta để luyện thế, tên này không thể giữ. Lật đổ 10 phần, chết đi. Thăng cấp võ vương trung giai. Đỡ được rồi. Đại vương Sơn Kim Thần vô địch tiểu thành, sách kỹ năng chịu đánh đại viên mãn. À, Tô Đại Vương quả nhiên thiên tư bất bập, thời gian công pháp luyện thể và thăng cấp viên mãn vừa đủ. Ta cũng không thể thua kém Tô Đại Vương quá nhiều, chỉ là uy áp thôi, ta nhất định phải phá vỡ. Hả, trong lúc chiến đấu thăng cấp võ vương trung giai, còn đỡ được một chiêu toàn lực của hai võ tông, đầu óc ta có chút loạn rồi. Ta thân là một đàn sư, cũng không tu luyện sách chịu đánh quá nhiều, chủ yếu mỗi ngày bị đánh đầu quá. Đại Vương Sơn lợi hại quá, ta cũng muốn gia nhập. Công pháp luyện thể của Đại Vương Sơn chỉ có sách kỹ năng chịu đánh, vậy công pháp vốn dĩ mạnh như vậy sao? Ta quyết định rồi, sách kỹ năng chịu đánh chính là công pháp bổn mạng của ta. Chẳng qua là đặc hiệu của công pháp luyện thể thôi, nhưng kiến hôi thì vẫn là kiến hôi. Kiến hôi có mạnh hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là võ vương trung giai mà thôi. Uy áp cấp võ tông X2, uy áp đẳng cấp thiên nhiên, cung áp lực áp chế linh lực, nhưng cần phải tiếp tục cung cấp linh khí duy trì. Phát hiện ra uy áp ngoại bộ tự động lọc bị dịch hả, uy áp cấp võ tông 2 người. Chỉ như vậy có nhiều anh em không biết cái danh sách của cái bộ mới nằm ở đâu. Giờ này cái bộ bấm ở đây rồi, dưới cái phần mô tả này anh em ạ, đó cái phần danh sách. Kiến hồi, ngươi xứng đáng để chúng ta dục toàn lực sâu. Phá quần sát kiếm, tuyệt mệnh song thiểm. Đây mới là lúc phải dùng ắt chủ bài. Tiểu vân phụ thể, điều kiện sử dụng thể triệu hoán triệu vân, đẳng cấp phải được đến võ vương trung giai. Quét ngang ngàn năm, tổng cộng có thể dùng 3 lần, mỗi lần duy trì 1 nén nhạc, thời gian làm lạnh 10 ngày. Như quyển tịch. Nguy rồi, đau thái râu đến cực hạn rồi. Tô Đại Vương, ngươi sao rồi? Ừ, vẫn còn đỡ được. Tiếp tục như vậy không ổn, dù sao cũng là hai võ tông sơ kỳ, chênh lệch quá lớn. Vậy mà có thể dùng sức lực của một mình đỡ được đại chiêu của hai chúng ta. Thanh đao kia tuy đã bị nứt, nhưng công pháp luyện thể của hắn vẫn có bí pháp, bí thuật pháp tướng, thật quá khủng khiếp, dường như đang đối mặt với một ngọn núi vậy, vĩnh viễn không thể vượt qua vậy. Hợp kích cấm thuật. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ cho kỹ, chiêu này của chúng ta có thể đạt đến một kích toàn lực của võ tông trung giai, ngươi sẽ tan thành mây khói. Ngươi có thiên tài thế nào cũng chỉ đạt đến võ vương trung giai thôi. Nếu bây giờ giao ra công pháp luyện thể và bí thuật ban nãy ra, chúng ta có thể cho ngươi con đường sống, nhưng Tiêu Ánh Hàn phải chết, công chúa và nhị hoàng tử ở lại. Tô Đại Vương, huynh đi đi, ân oán giữa ta và Huyết Khương Hải vốn không liên quan đến huynh. Nghĩ cái gì vậy, ta không phải loại vứt bỏ huynh đệ, hơn nữa ta cũng giết không ít Huyết Khương Hải. Các người đưa nhị hoàng tử trốn qua một bên đi. Vậy thì đi chết đi. Kamehameha. Thế quái nào mà lại có chiêu này. Hợp kích cấm thuật, tuyệt trọng kiếm tuyệt sát. Đến đây cẩu tặc. Bạch Tiểu Long bắt giặc. Chiến ca bút. Quà đến đây. Hả? Chiến ca đi bút hả? Đây là cái thứ gì? Cái thứ này lần trước Tiêu Đại Hiệp phản bại thành tấn, móc ra từ đâu thế không biết. Mấy cái thứ lung tung gì vậy? Gao tục mi cập trà lè gao sư. Làm sao mà đọc được với cái thể loại này đây. Công hiệu của chiến ca đi bút: một, làm loạn tâm thần đối phương. Phía ta sau khi quen thuộc bài hát này ngược lại có hiệu quả tim máu gà, trình độ phản ứng hưng phấn lên 30%. 2, đẳng cấp phía địch giảm 1 bậc, lực công kích giảm 30%. 4, chiêu thức và tốc độ phía địch giảm 30%. Gao 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 thầm xì hồ.
Xì dầu hột gà rồi đó. Nguy rồi, lực tích trữ không đủ đánh à, không đủ để đánh ra ngoài. Vừa nãy phân tâm lại cái này nữa, ông nội tôi sao mà đọc được cái bài nhạc này. Thể triệu hoán Triệu Vân điều kiện dùng kỹ năng Bách Điểu Triệu Phượng, lực phong ngự đạt đến võ vương trung giai. Bách Điểu Triệu Phượng kim thân tiểu thành vô địch đại vương sơn, lực phong ngự tăng 3 bậc nhỏ, đã đạt đến võ tông trung giai, phù hợp điều kiện phát động Bách Điểu Triệu Phượng. À, lấy cái thanh đao rách nát đó để dùng thương quyết người gốc rồi sao? Mày nó đâm vào thì chết ai được. Hiệu quả 1, lực tấn công tăng 50%, tốc độ ra chiêu tăng 50%. Cái gì? Hợp kích cấm thuật của chúng ta trực tiếp bị đánh tan. Tính truyền thổ tăng 50%, nhục thể cao hơn phía mình, nội lực trong 3 tiểu dài trực tiếp phá giáp. Tỷ lệ bạo kích 100%. Ai nói? Đặc hiệu công kích đi kèm thương ý nhập thể. Cầm thanh đao. Đây đã, tao quá kích động rồi, tao muốn đi bắn phá hoa hỗ trợ. À, người bị điên hả? Tiêu huynh đệ. Tô Đại Vương, cảm ơn. Tô Đại Vương uy vũ. Tô Đại Vương, lâm trận thần cấp, cứng rắn chống đối lại công kích của hai vị võ tông không ngã. Tân là võ vương trung dạy, lại dùng thanh đao rách nắp. Một chiêu giết chết ngay hợp kích cấm thuật của hai võ tông. Tô Đại Vương, tương lai trở thành thần thoại. Không phải, ta là nói... Hả? Thì không thể đâm chết người. Sao vậy? Thế mà lại dùng thanh đao nát kìa. Ra thương ý, chết dưới chiều này không oan. À, xin lỗi nha, nãy mấy cái tấm hình kia hơi loạn. Tiếp lại cái khúc này cho anh em dễ hiểu nè. Tỷ lệ bạo kích tăng 100%. Ai nói? Đặc hiệu công kích đi kèm thương ý nhập thể. Cầm thanh đao thì không thể đâm chết người. Thế mà lại dùng thanh đao nát kìa. Ra thương ý, chết dưới chiều này không oan. Tất sự xử lý xong rồi. Đại vương sơn mạnh nhất, tôi đại vương bị vũ. Đây đã, ta quá kích động rồi, ta muốn bắn pháo hoa trợ hứng. Người bị điên sao? Tiêu huynh đệ. Tôi đại vương cảm ơn, tôi đại vương bị vũ. Tôi đại vương lâm trận thăng cấp, cứng rắn chống lại công kích của hai võ tông không ngã. Thân là võ vương trung giai, lại dùng thanh đao rách nát kia một chiêu giết chết hợp tế kỳ cấm thuật của hai vị võ tông. Tôi đại vương tương lai sẽ trở thành thần thoại. Không phải, ta là nói đỡ tà với Tô Đại Vương. Đầu nhẹ tay một chút, mau lên sẽ đi, chúng ta đi. À đúng, mau đi. Sợ cái gì chứ, võ tông đã chết rồi, huyết hương hải cũng cử xong, có ai dám đến được chứ? Ai đến thì thiên đoàn đại vương sơn chúng ta sẽ diệt kỳ đó. Đừng có mở miệng quá, cẩn thận. Mà Tiểu Long, ngươi lại khoác lác nữa rồi. Ban đêm khách điếm Trấn Thành Vân, đừng qua đây, con qua nữa ta sẽ lạ lên đó. Ai vậy? Kêu đi, câu cái rách của họng cũng không có ai tới cứu người đâu. Nếu bảo ta không qua thì ta sẽ không qua, vậy chẳng phải rất mất mặt sao? ta không chữa trị nữa, tốt xấu gì ta cũng là nhị hoàng tử đế quốc, người cửa thừa chính thống của đế quốc đó. Ta ra lệnh cho ngươi đừng có qua đây. Mệnh lệnh vô hiệu. À, dùng lửa đốt ta vẫn như vậy, nhị hoàng tử, nhị hoàng huynh chịu được ư? Tô Đại Vương nói đây là cách chữa trị chuyển dịch đâu nữa, nhất định là phải đâu rồi. Nhưng trước mắt cũng chỉ có cách này, dùng thanh hồn viêm đốt cháy linh hồn quân ấy, cường hóa sức mạnh ý chí, giúp quân ấy lấy lại ý chí kiên cường, tự mình cai độc. Nói đầu khi độc nghiện phát tác so với đốt cháy linh hồn chẳng là gì. Tô Đại Vương nói muốn nhị hoàng huynh hình thành phản xạ, có điều kiện mỗi lần độc phá tác sẽ nhớ đến thanh hồn viêm. Tô Đại Vương chắc sẽ không chơi hỏng nhị hoàng huynh chứ? Ta nghĩ Tô Đại Vương có lẽ hắn là không đâu. Quá trình trị thương kết thúc rồi, người đã ngất xỉu, lát nữa mọi người hãy vào xem. Tô Đại Vương, cảm ơn huynh đã cứu nhị hoàng huynh. Đây là khế ước đại vương sơn khi trước hứa với huynh. Hả? Thứ này đến từ đâu ra vậy? À, mấy ngày trước ta đã viết một bức thư bẩm báo phụ hoàng, sau đó khóa mã phía hoàn thành dục rồi gửi đến đây. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trở thành thánh địa chủ 50%, một võ thánh trở thành trưởng lão 10%, chiêu mộ đệ tử thiên tài mộ tiểu 10%, đại thù nạp làng yên vân ngân bình lầu 10%, người làm cho dược viên đàn sự 2 sao lần tiền nhất 10%, đại vương sơn được mở đế đô thừa, nhận lấy được khế ước vĩnh viễn 10%. Nhiệm vụ tiếp theo là khảo cấp tầng 1, đồng thời đạt hạng nhất, chiếm 10% nhiệm vụ chính, phần thưởng sau khi hoàn thành thăng cấp một bậc nhỏ. Khế ước này ta nhận. Đang cần cái này. Không tệ, nhiệm vụ chính hoàn thành được một nữa. Có điều khảo cấp tầng 1 là cái gì? Đúng rồi, Tô Đại Vương, cái cách chữa chuyển dịch đầu đớn này cần bao lâu nhị hoàng huynh mới hoàn toàn khôi phục? Nửa năm, nhanh thì 4 tháng, cai nghiện không có đơn giản như vậy đâu.
còn lâu như vậy à? Chuyện ta về sách phòng không thể kéo dài nữa. Hơn nữa ta đã bẩm báo phụ hoàng, tìm thấy nhị hoàng huynh rồi. Hay là Tô Đại Vương cùng chúng ta về hoàng thành đi, như vậy cũng tiện chữa trị cho hoàng huynh. Huynh cần điều kiện gì cứ việc nói. Đây công chúa à, ta còn chuyện khác phải làm, thực sự không có đến hoàng thành được. Hả? Thế còn chuyện gì quan trọng hơn so với việc chữa trị cho vị hoàng huynh? Để đế quốc có người thừa kế chứ. Nếu đế quốc loạn lạc, huynh canh giữ một ngọn núi cũng có ích gì. Huynh theo chúng ta về hoàng thành, ta sẽ cho huynh một ngọn núi làm tổng mục. Đại vương sơn chúng ta trực tiếp dời đến đó được không? Chị Vân, đừng có sốt ruột. Chúng ta đã phiền Tô Đại Vương quá lâu rồi. Yêu cầu này của nàng quả thực rất quá đáng. Nhưng chưa chữa xong cho nhị ca, không thể rời khỏi Tô Đại Vương được. Chị Vân, đây không phải là thái độ nhờ vả người khác. Đại ca, sao huynh lại ra đây? Nhị hoàng huynh. Chị Vân, ta không định trở về. Làm hoàng tử nhiễm hoa địa ngục. Tuy là ta bị người ta hạ độc, nhưng ta không cần mặt mũi gặp phụ hoàng. Không còn mặt mũi gặp phụ hoàng, càng không còn không có mặt mũi đối diện với con dân thiên hạ. Mũi nói xem, làm sao ta có thể kế thừa đế quốc? Bây giờ chỉ muốn cai nghiệt và chuyên tâm luyện võ. Chuyện kế thừa hoàng vị, quản lý quốc gia giao cho chỉ Vân mũi. Có lẽ mũi càng thích hợp hơn ta. Nhưng mũi là nữ tử, huynh mới là người thừa kế chính thống. Còn nữa, phụ hoàng biết mũi tìm được huynh, con mong huynh trở về. Ý tốt của mũi ta biết, ta thật sự không thể quá ải của mình được. Mũi đừng nói thêm nữa. Vậy sau khi huynh chữa trị xong có dự định gì? Ta nhị hoàng huynh, huynh ta muốn gia nhập Đại Vương Sơn, mong Tô Đại Vương thu nhận. Hả? Đột ngột như vậy, tuy thân phận huynh không tầm thường, nhưng thân phận hoàng tử cũng chẳng có tác dụng gì lớn với Đại Vương Sơn. Ta cũng nguyện ý gia nhập Đại Vương Sơn, mong Tô Đại Vương thành toàn. Điều cả cả sao huynh cũng Tô Đại Vương không chỉ một lần cứu chúng ta khỏi biển lửa, có ân trọng như núi với chúng ta. Ta nợ Tô Đại Vương thật sự quá nhiều, không có gì báo đáp, chỉ duy nhất gia nhập Đại Vương Sơn để Tô Đại Vương sai xử. Tô Đại Vương, hai người chúng ta thành tâm gia nhập, xin hãy thành toàn cho chúng ta. Đại lão tiểu lý tiểu tử cũng tỉnh cầu gia nhập Đại Vương Sơn, xin đại lão cho phép. Ta muốn nói từ sớm vậy sẽ không bị họ tranh nữa. Hả? Người thì đâu chui vậy? Chắc không phải mọi người đã hẹn nhau trước đây chứ? Thế trận này đột nhiên cảm thấy mình như là qua công vậy. Có điều nếu mọi người đã nở mặt như vậy, ta sẽ đồng ý. Yeah, thành công gia nhập rồi. Vậy thì ta phải làm sao? Nhị hoàng huynh không chịu trở về ở lại bên cạnh Tô Đại Vương chữa thương thì cũng thôi đi, huynh cũng muốn rời khỏi ta. Chị Vân, nàng cho ta nói hết đã, đừng vội. Công chúa yên tâm, Tiêu Ánh Hận vẫn sẽ theo cô về thành. Chỉ là thân phận tông môn thuộc về Đại Vương Sơn thôi. Một mình cô đi chúng ta cũng không yên tâm. Tiêu huynh, đây là thắt lưng của Đại Vương Sơn, huynh ở cạnh bảo vệ công chúa trước đi. Đa tạ Tô Đại Vương hiểu cho. Còn về nhị hoàng tử, mọi người không cần lo, nó đã hứa thì ta nhất định sẽ trị khỏi. À, tiểu lý tử, làm cho tốt, đợi sách kỹ năng chịu đánh đạt tiểu thành, ta sẽ trò chuyện về kỹ thuật phát nổ với người, sẽ có ngày bất ngờ đó. Đại lão, không, Tô Đại Vương, ta sẽ tu luyện thật tốt. Chúc mừng Đại Vương Sơn ta có ba đại tướng mới, chúng ta sẽ ăn lẩu bữa khuya, gọi nhóm Bạch Tiểu Long tới đây. Ta cũng muốn ăn lẩu uyên ương. Được, ta muốn thầm ớt. Đây coi như là ngọc bài thân phận tông môn. Hôm sau, cửa trấn Thịnh Vân. Đại vương, đến đây thôi, không cần tiễn nữa. Tiêu huynh đệ, tăng huynh sách kỹ năng chịu đánh, chạy bộ, quyền kích đều là bí tịch của Đại Vương Sơn. Cảm ơn đại vương, ta nhất định sẽ tu luyện đàng hoàng. Sau khi huynh nhớ hết, chúng sẽ tự động tan biến. Hy vọng huynh có thể dùng chúng để tham ngộ chiêu thức mạnh hơn. Sách con có thể tự động tan biến ư? Thần kỳ quá. Đại Vương Sơn, vậy chúng ta tạm biệt ở đây. Có chuyện huynh cứ gửi thư đến hoàng thành cho ta, Tiêu mổ sẽ đến bất cứ lúc nào. Tô Đại Vương, huynh vĩnh viễn là bằng hữu của hoàng tất, có chuyện gì thì có thể giúp đỡ, nhất định sẽ đến tìm ta. Được, chăm sóc đường tiểu ca của ta là được rồi. Đường tiểu ca, huynh bảo trọng. Đi đường thuận lợi, đi đường thuận lợi. Đi, chúng ta cũng phải chuẩn bị, phải xuất phát thôi. Trạm kế tiếp, khảo cấp tông Thiên Vô Thành. Căn cứ tin tức mà khách tiến đưa, khảo cấp chứng nhận tông môn của Thiên Vô Thành. Nhưng chúng ta đã đến trễ một ngày, hắn đã bắt đầu rồi. Đế quốc Thiên Vô cứ điểm khảo chứng tông môn, nhưng khảo cấp này kéo dài một thời gian, có thể đăng ký bất cứ lúc nào. Vũ khí bắn số lượng lớn, tiệm rèn ô già xanh chất lượng tuyệt vời. Đến xem kìa, nhìn thử xem, Yên Thường Môn chiêu hộ môn đệ tử, bây giờ gia nhập ngày mai sẽ nhất phẩm, sẽ là nhất phẩm tông môn rồi. Thiết quyền tông môn chúng ta lần này lấy chắc ba hàng đầu, bây giờ nhập vẫn còn kịp đó, cơ hội không thể bỏ qua. Bán hồ lô ngay ngạo đường, phân tích thực lực trước cuộc thi của các thế lực môn phái,
Tin tức của ta, 10 linh thạch trung phẩm, có thể mua, tuyệt đối không lỗ. Diệp Ảnh bồn thắng, được một điểm. Ai, chắc chắn là đau quá đi. Thế giới võ đạo thật là tàn nhẫn. Mình luyện tập thảo thượng phi đàng hoàng là được. Tô Đại Vương nói, đánh không lại thì có thể chạy. Tô Đại Vương, bình thường đều tùy ý như vậy sao? À, quen rồi là được, đừng có dùng quy tắc đệ tử thế già để đánh giá ngài ấy. Ngài ấy không chơi mấy cái trò đó đâu. Đại vương chúng ta rất là tùy ý. Phía tổ chức cũng thật là keo kiệt, không thể bày thêm bàn ghế sao? Tô Đại Vương, Đại vương đã thử hỏi rõ trình tự chưa? Đại khái là như thế này: một là tìm nhân viên công tác, hiệp hội tông môn đăng ký người tham gia và tin tức tông môn, nhận chứng nhận tư cách thi đấu, quyền cước, binh nhẫn, đan thuật. Hai, khiêu chiến các lôi đài để lấy điểm, lôi đài cước võ kỹ, luyện thể thân pháp, binh nhẫn và đan thuật, thi đoàn đội, thi khiêu chiến. Năm loại thi đoàn đội đệ tử, khi khiêu chiến sau khi đệ tử đã thi xong mới là cuộc chiến tông chủ cuối cùng. Ba, công hay thủ đều là mỗi trận một điểm, thời gian mỗi trận đều là nửa canh giờ điều tức. Tông môn nhiều nhất là 10 đệ tử tham gia, trưởng lão kết canh không được tham gia, chỉ có đệ tử và người trong môn mới được tham gia. Mỗi đệ tử lên đài nhiều nhất là 3 lần, tất cả điểm số của đệ tử chiếm 6 phần tổng điểm. Trận chiến tông chủ mỗi trận 10 điểm, thời gian mỗi trận nửa canh giờ điều tức, nhiều nhất là 3 trận, chiếm 4 phần tổng điểm. 5. Điểm từ cao đến thấp, mỗi kỳ chỉ phát ra 6 bài thẻ bài tông môn, lần lượt là 1 thẻ tông môn hạng nhất, 2 thẻ tông môn hạng 2, 3 thẻ tông môn hạng 3. Mỗi trận 1 điểm, trận chiến đệ tử chiếm 60% tổng diện tích. Thành tích qua khảo sát tông môn quy định. Nhưng lần này có hơi nhiều tông môn báo danh thi đấu, hơn 100. Tông môn tranh đấu nhiều quá, hơn nữa đệ tử của chúng ta thì quá ít, yếu thế hơn nhiều. Hy vọng lần này đừng có xuất hiện đối thủ quá mạnh. Có điều cố gắng thôi, hắn là có hy vọng lấy được tổng môn hạng 3. Hơn nữa nghe nói tất cả thánh tông, cũng tức là thánh địa, lúc khảo cấp đều là nhất phẩm, chưa từng lấy qua nhiều nhất phẩm, đều ngài không dám nói mình là thánh địa. Ai nói, có vài tông môn cổ xưa đã nhiều năm, đều không được chứng nhận. Tuy nói những thứ này không ảnh hưởng đến chiêu mộ và thu nhận đệ tử, nhưng cũng tốt hơn là không có. Đó là tượng trưng cho thực lực được đế quốc thừa nhận. Quyết định rồi, ta phải lấy hạng nhất. Lấy hạng nhất mới có thể lấy được cái phần thưởng thăng cấp một bậc nhỏ. Hơn nữa không lấy được nhất phẩm, sau này ta có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trở thành thánh địa được chứ. Trở thành thánh địa nhưng còn phải chưa phải là tông môn nhất phẩm, quá mất mặt. Tô Đại Vương muốn đặt lấy hạng nhất, trực tiếp trở thành tông môn nhất phẩm. Ây da, lần khảo cấp này trên thực tế đệ tử phòng thủ mới là mấu chốt, nhưng vậy có thể lấy được nhiều điểm, bổ sung khuyết điểm nhân số của chúng ta quá ít. Không biết tại sao Tô Đại Vương lại muốn lấy hạng nhất. Có điều nếu ngày ấy đã ra lệnh, chúng ta phải cố gắng làm. Trước đây Tô Đại Vương bảo vệ chúng ta, lần này chúng ta phải liều mạng thôi. Phải lấy hạng nhất khó lắm, nhưng Lý Vân Phi ta sẽ không thua. Ta là người mới, mọi người nói đều là đúng cả. Làm thôi, cố lên. Cũng nên để họ rèn luyện rồi, không có phong ba sao trưởng thành được. Điểm đăng ký: quận Đông Châu đại đệ tử Vương Sơn, 5 đệ tử tham gia. Hả, chỉ có 5 người thôi sao? Người tông môn các người ít quá vậy, đến lôi đài sẽ thiệt thòi lắm đó. Đây chẳng phải là mới thành lập không lâu sao? Người hơi ít một chút, nhưng núi vẫn còn có 5 đệ tử nữa. Còn một đệ tử đã đến hoàn thành rèn luyện rồi. Tuy đệ tử của chúng ta ít, nhưng ai nấy đều là tinh anh. 5 đệ tử tông môn này cũng tệ quá rồi, đến để biết mùi tối phải không? Bớt giác vàng lên mặt đi, công lại hết cũng là một tiểu tông môn với 11 đệ tử thôi. Bác Việt, Bái Nguyệt Tập, Phương Nhâm, võ tướng sửa dài. Còn ai nấy đều là tình anh, ngay cả phế vật và sự sơ dai như ngươi mà cũng được gọi là tình anh sao? Hả, ngươi? Tông chủ của các người chỉ mới là võ vương trung giai. Người ta cấp tông sư mới dám có tư cách khai tông lập phái, ngay cả tông sư còn chưa đến mà cũng dám khai tông lập phái, gàn cũng to thật. Hay da, đúng là con tự lượng sức mình. Mà võ tướng trung giai, võ vương trung giai nhà các người đã dám làm tông chủ, có dũng khí tại hạ chấp biết bái phục. Môn đồng kim chức quét dọn là võ vương của phủ tướng quận, còn đến 2 người. Chị tử, nếu người không sợ bị đánh, bây giờ ta sẽ mời phủ tướng quận đến trị an trong thành này, có người của họ tòa trấn. Đến thì đến, ta còn sợ chắc phủ tướng quận là chịu lòng đừng có kích động mà. Chúng ta chỉ đến để báo danh thôi, muốn chứng minh thực lực thì lên lôi đài mà thi triển. Các trưởng lão của các người đều là đang ẩn võ thánh, chị tử khoác lá cũng được đó. Nhưng người nói đến võ thánh chạy đến cái chỗ tiểu tông môn mà tông chủ chỉ là võ vương trung giai, chỉ có 11 đệ tử tông môn làm để làm trưởng lão, ngươi tưởng ta ngốc sao? Hơn nữa võ thánh còn là đang ẩn nữa, lấy đan đạo nhập thánh thì rảnh quá không có gì làm hả? Ngươi là hay đang đùa ta đó.
Phải đó, võ thánh đại nhân sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế? Ngươi còn biết là hồ sơn thần thú là một con chó cỏ thánh cấp nữa chứ. Nguyên nhân là vì võ thánh đang ẩn con đánh không lại nó. Ngươi nghĩ là thánh cấp chỉ là rau xanh thôi sao? Cuối cùng nó thật sự không xem nổi nữa rồi. Sư tổ là cao thủ thần cấp. Hắn nói triệu võ thánh làm trưởng lão ở tông môn hắn, con đánh không lại một con chó cỏ. Để ta cười hết một nén nhang cái đã. Quá vô sĩ rồi, mẹ nó tao uống say cũng không dám khoác lác như thế đâu. Cao cấp thần cấp, cao thủ thần cấp chỉ là truyền thuyết, cũng có người tin nữa. Còn dám lấy ra đích tăng thể diện, chỉ cần là người có chút đầu óc cũng sẽ không tin. Các người chưa từng gặp, không tin. Vệ tinh có thể tha thứ, nhưng không gặp qua không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng người trước kỳ chưa có chứng cứ, chỉ dựa vào chút kiến thức này của các người là dám châm chọc đại vương sơn to. Vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Không khách sáo, phế vật mà cũng dám gây. Hòa, wow, uy áp của võ tướng sơ giai. Vương Nham sư huynh đã nghiêm túc rồi. Chỉ dựa vào phế vật, tâm sư sơ giai của tiểu tầm môn rác rưởi như ngươi. Không cách sáo thử cho ta xem. Thế như vậy đã là võ tướng sơ giai. Bái nguyệt tông môn lần này, đệ tử mạnh nhất rất là đến rất nhiều. À, Bạch Tiểu Long. Không đúng, hắn chỉ mới là võ sư sơ giai, tại sao không hề phản ứng với uy áp này? Ở đây chính thức võ sư sơ giai yếu ớt, lại không sợ uy áp của võ tướng sơ giai. Đại vương sơ này thú gì? Khiêu chiến ngươi. Trận đầu tiên của đại vương sơn sẽ là do ta khởi động. Tên ta là Bạch Tiểu Long, năm nay 16 tuổi, sơ ý rồi, đầu óc nóng lên thì ăn nói khoác lác, làm sao đây, làm sao đây, sắp chết đến nơi rồi, sắp chết đến nơi rồi. Ta chỉ mới là võ sư sơ giai, nhất thời đầu óc rút gần khiêu chiến cái tên khốn võ tướng trùng giai. Chết cha, vượt qua mình một hai ba à, bao nhiêu ta, bao nhiêu bậc, mẹ nó, đầu óc của mình sao lại như thế này, mình khiêu chiến hắn làm cái gì chứ, tại sao lại không nhìn rõ thực lực của đối thủ, hay là giả chết ta? Bây giờ mà ta rất hoảng loạn, vậy thì vấn đề đến rồi. Có cách nào chịu thua mà có thể hiện rõ sự uy nhỏ không đây? Để đó gặp lắm đi. Khiêu chiến có thể vượt bậc, nhưng thiên tài bình thường nó thích dùng cái cách này để thể hiện với mọi người. Có điều chỉ dựa vào cái con gà bệnh võ sư sơ già như người, con dám vượt ba cấp. Nở mặt người, chủ động tặng điểm, ta sẽ giữ cho người một mạng. Hay là ta, Bạch Tiểu Long cố lên, đại vương sơn tất thắng. Yên tâm, chỉ là võ tướng sơ dài, ngươi xử lý được mà. Đừng có lạ nữa có được không, làm sao đây, sắp chết tới nơi rồi, sắp chết tới nơi rồi. Quy tắc trận chiến quyền cước, không được dùng binh khí, không được giết người, còn không còn hạn chế gì khác. Cuộc thi bắt đầu. Hây, trận này Phương Nham Bái Nguyệt Tông sẽ giết ra võ khí. Hây, ui, đau quá. Cái khí thế lúc nãy đâu, cứng miệng ban nãy đâu rồi, đến đây không khách sáo cho ta thử xem. Ây da, tại sao tư thế phòng ngự của ta lại không có tác dụng, trước đây chẳng phải rất hữu dụng sao? Đây không đúng, lão lúc lão Triệu và hai lão gầy bập đánh thắng, hắn cũng đâu có thảm như vậy chứ. Đó là bởi vì không đánh thật thôi. Ồ, cũng chịu được ghê vậy, ngoan ngoãn cúi xuống đài đi. Đối phó gà bệnh như ngươi, nó dùng hết toàn lực chẳng phải là quá mất mặt sao? Ai, ta chỉ là một tên phá gia chi tử, con nhà giàu mới nổi thôi, mình liều chết chống đỡ làm cái gì chứ? Nếu mình chịu thua, Tô Đại Vương chắc sẽ không trách mình đâu, sẽ không đâu. Hay là mình vẫn nên chịu thua, nhưng mới trận đầu thôi, có phải mình quá mất mặt rồi không? Chả khiến mọi người thất vọng phải không? Nhưng mình thật sự không chịu nổi, thực sự sẽ bị đánh chết mất. Bạch Tiểu Long, ngươi cứ muốn như vậy sao? Cứ sống suốt đời như thế sao? Nghĩ đến Tiểu Tiểu, nghĩ đến tỷ tỷ ngươi, ngươi thật sự muốn như vậy mà sống cả đời sao? Đại Vương Sơn trước biệt thự. Sau khi mọi người đề xuất một, trong núi vắng vẻ hơn nhiều. Nếu Bạch Tiểu Long không đi thì tốt rồi, hắn là kẻ nghịch ngợm nhất. Hắn như thế gọi là ngốc. Hắn à, quen cậu thả rồi. Hy vọng sau khi hắn ra ngoài rèn luyện có thể tiến bộ hơn một chút. Thực ra có một vài việc hắn vẫn biết gánh vác. Hả, gánh vác? Chỉ là lần trước võ già đến tập kích, hắn đã đứng chắn trước mặt mùi. Chị tiểu bà, có phải mùi cũng có chút gì đó với Bạch Tiểu Long được không? Nạp Lan tỷ nói cái gì vậy, đáng ghét muốn chết mà. Ây da, đỏ mặt rồi, vậy là thừa nhận rồi ha. Trấn Thành Vân, Giang Hàng, Đại Vương Sơn, chữ quầy. Cô một mình quản nhiều cửa hàng như vậy, còn làm đâu ra đó. Nhưng đệ đệ cô, huynh muốn nói Bạch Tiểu Long không thành thục phải không? Tiểu tử đó có chút ấu trĩ, không thành thục, miệng tiện lại manh động. Hy vọng ra ngoài đừng có gây chuyện gì. Có Tô Đại Vương ở đó, có chuyện gì ngài ấy cũng sẽ bảo vệ cậu ta. Yên tâm đi. Ta sao? Cũng không mong mong đệ ấy có thể lợi hại bao nhiêu, chỉ hy vọng đệ ấy có thể bình an vui vẻ là được. Nhi tử mà gia phụ vì quá chiều đệ ấy, thằng nhóc này thiếu đồn mà. Chỉ có thể
chỉ cần có thể bình an là được rồi. Cút xuống cho ta đi, con gà bệnh này. Mày nói sao người còn không có chút tự giác vậy? Cút đi. Hay, cái tên này không ngờ lại có thể chịu đánh như vậy. Thế mà khiến ta đánh đến mệt luôn. Mày nói, ngươi là con rùa hả? Đánh đến mệt rồi, tự cút đi. Hôm nay tâm trạng bổn nổi vào tốt, tha cho ngươi một mạng. Hay, trọng tài, mau công bố kết quả đi. Con đánh ngửa, ta sợ bất cẩn đánh chết tiểu tử này đó. Tuy ta là phế vật, nhưng mọi người không ghét bỏ ta. Tuy ta miệng tiện là thích khoe khoang, nhưng mọi người đánh ta cũng chỉ là giỡn chơi thôi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không ổn. Ta không thể cứ mãi được bảo vệ. Ta không thể chỉ là nhi tử phá của nhà giàu mới nổi. Đại Vương Sơn mà ta ở phải trở thành tánh địa. Ta không thể khiến Đại Vương Sơn thất vọng. Khi gặp nguy hiểm, ta cũng muốn bảo vệ tiểu tiểu. Ta cũng muốn có năng lực bảo vệ tỷ tỷ. Sách kỹ năng chịu đánh tiểu thành. Ta cũng muốn trở thành một ngọn núi trước mặt họ, có thể trở thành ngọn núi chống đỡ tất cả cho bọn họ, thăng cấp phó sư trung giai. Hả? Đại Vương, Bạch Tiểu Long này, các người tưởng võ thánh đánh hắn là uổng công sao? Đó là triệt để nể mặt tiểu tiểu, không ngừng rót linh khí vào khiếu huyệt của hắn, cưỡng chế đã thông khiếu huyệt toàn thân cho hắn. Với lại lúc đầu võ già đánh lên núi, Bạch Tiểu Long theo khả năng bảo vệ trước mặt tiểu tiểu, có lẽ tiểu lão hút cũng để tâm đó. Mà võ vương mập gầy cũng được tiểu lão dặn dò, không có việc gì thì cũng tìm lý do mà đánh nó, không ngừng giúp hắn luyện thể. Không đùa, luyện thể Đại Vương Sơn trừ ta ra coi như là hắn mạnh nhất đó. Nhưng mấy người chúng ta đánh thật, đánh hắn thật đó, tuy không dùng linh khí, tiểu tử này sẽ không ghi thù chứ. Bị đánh còn có thể thăng cấp, lấy ta luyện thể, hơn nữa thăng cấp khi chiến đấu, thiên phú dị bẩm như vậy tiểu tử này không thể giữ. Rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta, vậy ta không khách sáo. Ta là đệ tử của Đại Vương Sơn, tuyệt không thể chịu thua. Đệ này tôn tặc, ai thắng ai thua cuộc chiều biết được đâu. Là nam tử hán, là núi của tiểu tiểu và tỷ tỷ, tuyệt đối không chịu thua. Nhưng chỉ như vậy cũng không được, chỉ bị đánh không cũng không thắng được đâu. Phải đó, sở trường của hắn là chạy, sau đó là trồng trọt, cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ thua. Ám Nguyệt, đắc tội với Phương gia, Phương Nham, với con đường võ đạo của người đến đây chấm dứt đi. Gian lẫn, đó là kỹ năng tấn công tinh khí từ xa. Tiểu Lộc, mau dùng dù lòng bộ kỹ năng bỏ chạy cũng được. Trọng tài, hắn gian lẫn. Phá diệt sát, Ám Nguyệt phá diệt sát. Quy tắc chỉ nói là không dùng binh khí, vậy kỹ năng tấn công từ xa của võ tướng không coi là phạm quy. Ưu thế của võ tướng ở đây, muốn trách thì trách mình quá yếu, gà bệnh. Tiểu tử, phế một thần tu vi của người, đây là kết cục chọc giận Phương Nham ta. Rồi, quá nhanh, tính đi sao lại không tránh. Lại dám tì không để sát chiêu của ta, cho dù ngươi da dày thịt béo nhưng cũng không thể nào chịu nổi được xung thế của chiêu này đâu. Mạnh mẽ nắm chặt tay, sau khi áp lực đến cực hạn thì sẽ nổ. Trời ạ, còn có thể chơi như vậy nữa. Tuân theo phương hướng xoay chuyển của chiêu thức dùng để giảm ngự lực. Đây chẳng phải là thái cực mà Vân Yên dùng sao? Sao cậu ta lại học được rồi? Cậu ta vẫn luôn ở trong ngành bình lâu như vậy, làm họ kế mà. Họ kế. Họ kế. Chiêu này thấy nhiều rồi. Hoặc có lẽ là do Vân Yên truyền cho cậu ta. Đã nói là tổ ba người gỗ một, thế mà cậu ta lại dám một mình mở lò. Lợi hại quá, chiêu này của Bạch Tiểu Long quá lợi hại. Trời, lòng bàn tay của cậu ta bốc khói rồi kìa. Xem đi. Tiểu gia chưa đến võ tướng không thể tự hình thành linh lực tấn công từ xa, nhưng ta có thể dùng của ngươi. Ui da. Kỹ thuật chạy bộ của Bạch Tiểu Long có thể càng ngày càng thêm tiến bộ, cậu ấy đã dung nhập vào du lông bộ của Bạch gia. Du lông bộ cộng sách kỹ năng chạy bộ. Mẹ nó, ai nói cậu ta chỉ là tên phá gia con nhà giàu mới nổi chứ? Còn có thiên phú thấp. Hình như từ cậu ta nói kẻ phá của là câu cửa miệng của cậu ta. Khốn kiếp, dám dùng chiêu của ta bật lại ta, ta phải giết ngươi. Áp Nguyệt phá diệt sát ít hai lần. Ngụy Bách Bát thập chỉ thức. Ui trời, từ thở bay nè, quấn một phát lượng vòng giăng vô bức tường, ngã sấp mặt luôn. Ta bị đánh ra ngoài rồi, ta thua rồi. Khốn kiếp, người dám ám toán ta. Bên thắng là Đại Vương Sơn, Bạch Tiểu Long được một điểm, Bái Nguyệt Tông trừ một điểm. Mẹ ơi, con có thể chơi như vậy nữa? Ngụy Bách Bát thập nhị thức của tôi đại vương mà cậu ta cũng học được. Bạch Tiểu Long lợi hại quá, nớ mày quê. Lúc chiến đấu thăm thân cấp, sách tiểu thành kỹ năng chịu đánh, Ngụy Bách Bát thập nhị thức của thái cực, kỹ năng chạy bộ du lông bộ, kỹ năng quyền kích. Bạch Tiểu Long lần này bay lên trời rồi. Tuy sức tấn công cũng chỉ như thế,
nhưng quả thật hữu dụng, ít nhất lực đạo vào cái khoảng cách nổ tung vượt hơn 2 bậc. Nhưng mà sau này đánh không lại tiểu tử đó phải làm sao đây? Vượt 2 bậc thôi mà, so với đại vương sư chúng ta mà nói, đây chỉ là thao tác cơ bản. Tiểu tử, vừa rồi là ta sơ ý, chúng ta tỉ thí lại lần nữa. Ngươi hơn ta 3 bậc, còn có kỹ năng tấn công linh lực từ xa, như vậy rồi còn bị ta đánh rất đầy. Tôi còn mặt mũi nói cái câu sơ ý uống khô, cho dù ta có đồng ý trọng tài cũng không có chịu. Lôi đài cho phép khiêu chiến hả? Nhưng chỉ cho phép khiêu chiến tuyển thủ cùng cấp hoặc là cao hơn cấp bậc của mình. Trọng tài, nói chuyện có thể nói hết một lượt không? Hù chết ta bà. Do Bạch Tiểu Long vừa bước vào võ sự trung giai, cho nên bây giờ cho phép các tuyển thủ võ sự trung giai hoặc thấp hơn lên đài khiêu chiến. Bạch Tiểu Long có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Không cần nghĩ, ta còn có thể đại chiến 300 hiệp. Đến đây, vị cao thủ nào có thể chỉ giáo? Ta vừa cảm thấy mình vừa thăng cấp luyện thể và quyền pháp còn chưa phát huy hoàn toàn. Ta, Bạch Tiểu Long Sơn, đại vương Sơn, xin được chiến đấu. Tiểu tử này chỉ là võ sư trung giai, trước khi lên đại chỉ mới là võ sư sơ giai, đùa sao? Bây giờ e rằng không có tuyển thủ nào cấp bậc thấp như đây đâu. Như vậy xem ra chỉ có đệ tử tập dịch nấu cơm gì đó trong tầm môn mới khiêu chiến được thôi. Nhưng mà mẹ nó, ai lại đi cho đệ tử tập dịch lên báo danh chứ? Đi, đi xem trộm danh sách. Cấp bậc của Bạch Tiểu Long này vốn dĩ chỉ là người đứng chốt trong số người tham gia cuộc thi. Rồi sau đó thì sao? Bây giờ cùng xếp hạng chót có 5 người. Mẹ nó, con xếp hạng chót đó, có điều võ tướng sờ dài Bái Nguyệt Tâm là bị hạng chót đánh bại như vậy. Đứng chốt sau khi tăng cấp vẫn đứng hạng chót, vậy mà lại bị sự tồn tại như rác rưởi này đánh bại. Thật là đáng thương. Vậy chẳng phải là mất mặt quá rồi chứ? Ta phải báo thù, ta phải giết hắn, nhất định phải giết nó. Thời gian đã đến, không có ai khiêu chiến. Đại vương Sơn, Bạch Tiểu Long thủ đai thành công, tổng cộng được 2 điểm. Hả? Sao có thể khiêu chiến được chứ? Tiểu tử này ăn no rồi, ăn không 1 điểm rồi, hoàn toàn không còn đối thủ nào dưới võ sự trung giai kết được cậu ạ. Bây giờ ghép ngẫu nhiên tuyển thủ võ sự trung giai Trần Tiểu Mưu, Bái Nguyệt Tông. Bái Nguyệt Tông, Trần Tiểu Mưu, võ sự trung giai. Hả? Là Bái Nguyệt Tông. Tiểu Mưu sư đệ, lên giúp ta giết hắn. Đệ là tôn tử của đại trưởng lão, nhất định Bái Nguyệt Bái tuyệt chiêu, biết tuyệt chiêu của đại trưởng lão. Ta bỏ cuộc. Đệ làm cái gì vậy? Đệ không muốn Bái Nguyệt Tông mất hết mặt mũi sao? Phương Nhâm Chi Huynh, nghe ta giải thích. Ta chỉ được đưa đến đây để học hỏi thôi. Huống hồ thuật luyện thể của tiểu tử này ngay cả Quynh cũng không đánh bại được. Lực đạo thân pháp của hắn ít nhất cũng là cao hơn võ tướng sơ giai của Quynh. Nếu ta lên đánh không được, chạy không được không thắng, chịu đánh cũng không nổi, ta còn lên làm cái gì? Tăng điểm hay là chịu chết? Phương Sư Quynh, ta chỉ là một đứa nhỏ thôi. Võ sự trung giai phế vật lại sở hữu tốc độ phòng ngự và lực đạo của võ tướng sơ giai trở lên, hơn nữa còn cùng đứng hạng chót trong số các tỷ thủ, ta bị hạng chót đánh bại. Người đáng buồn cười nhất lại là ta. Nếu cứ như vậy thì về tông môn ta sẽ bị chém chết mất. Nhất định sẽ bị chém, nhất định. Thuyết Quyền Tông bỏ cuộc, Nguyên Kỳ Mục bỏ cuộc, Kim Trung Phái bỏ cuộc, 4 võ sự trung giai bỏ cuộc, Đại Vương Sơn lại được 4 điểm. Hả? Hắn thế mà lại làm được vô địch cấp thấp. Đại Vương Sơn bách chiến toàn thắng, vô địch cấp thấp. Bạch Tiểu Long chỉ trong chốc lát đã lấy được 6 điểm, làm hay lắm. Đại Vương, ta không khiến ngài thất vọng. Tiểu, tỷ tỷ, sau này ta sẽ bảo vệ 2 người. Làm tốt lắm. Bạch Tiểu Long, ta vô địch cấp thấp, ai dám đến chiến? Bạch Tiểu Long giỏi quá rồi. Bạch Tiểu Long à, chúng ta vậy trở về vậy chúng ta thái cực đi. Bạch Tiểu Long, ngươi muốn bay rồi à? Một mình lấy 6 điểm nhưng chỉ đánh có 1 trận. Còn cái gì, là thao tác cơ bản bình thường thôi. Bạch Tiểu Long làm tốt lắm, con định chuẩn bị lên nữa sao? Nhưng đã không còn đối thủ khiêu chiến người nữa rồi. Còn không phải à, Tiểu Long tử này đã là vô địch cấp thấp rồi. Ta đã đọc kỹ quy tắc tấn công đại và thi đoàn đội chỉ có thể ra trận 3 lần, giới hạn đồng cấp ngẫu nhiên là 5 lần. Sau khi chia chiến thủ lôi đài giới hạn là 5 lần, nhưng thua sẽ trừ 1 điểm. Nhưng khi chiến tấn công ta đã lên 1 lần rồi, phải giữ lại 1 lần đoàn đội đồng cấp ngẫu nhiên chỉ có 6 người. Ngũ lôi không ai khiêu chiến. A đã lấy được 6 điểm rồi, còn có thể khiêu chiến tấn công 1 lần nữa, giữ lại thêm 1 lần đấu đoàn đội, cũng tức là một mình ta lấy nhiều nhất là 7 điểm, còn lại giao cho mọi người. Được, lần này ta lên, ta chọn binh nhẫn chiến. Hàng đại bằng à, cứ nhắm vào Bái Nguyệt Tông. Ta hiểu rồi, tiểu tử này hư quá đi, có điều ta thớt. Nhìn bọn họ hăng hái như vậy, sao ta cảm thấy trong lòng hơi hốt hoảng vậy? Không sao không sao, họ thắng lấy cái điểm nhiều điểm như vậy chỉ là vui vẻ chúc mừng hơn thôi. Một lúc sau, lôi đảng còn có ai? Bái Nguyệt Tông Hồng Mổ Mổ, võ tướng trùng dài. Lần này sau khi khiêu chiến tấn công đã thử được 3 trận, thành tích này không tệ. Thiên chi kỳ tử lần này ngay ra coi ta ra còn ai chứ.
Hồng Mộ Mộ, Bái Nguyệt Tông thắng thêm một điểm, bây giờ tuyển thủ và tướng trùng dài và cấp dưới đều có thể khiêu chiến. Để ta, Đại Vương Sơn Hàng Đại Bằng, võ sư cao dài đến được khiêu chiến. Võ sư cao dài Hàng Đại Bằng, Đại Vương Sơn khiêu chiến võ tướng trùng dài Hồng Mộ Mộ Bái Nguyệt Tông. Hồng Mộ Mộ, người có cần nghỉ ngơi nửa canh giờ để điều chỉnh lại không? Không cần. Tô Đại Vương nói thiết côn này ra khỏi Đại Vương Sơn chỉ tương đương với linh khí thượng phẩm thôi, nhưng đối phó với Trường Đạo Trong Tây Hấn cũng đã đủ rồi. Người chính là cái gì mà tông chủ mà mới chỉ có võ vương trung giai nói gì kia sao? Người này lớn tuổi rồi, chỉ là một võ sư cao giai, nhìn qua thiên phú tầm thường, hắn ăn gân hầm mật gấu sao? Dám dùng võ sư cao giai khiêu chiến võ vương trung giai như ta, vượt qua hai bận lần đó, thái độ của tên này là muốn hạ uy phong của mình sao? Quận Đông Châu Đại Vương Sơn nhân vật cấp thấp của một tiểu tông môn không biết sống chết, ai cho ngươi cái dũng khí khiêu chiến Hồng Mộ Mộ ta? Ngại quá, chính là đệ tử võ sư sơ dài của tiểu tông môn không biết sống chết, chúng ta vừa đã khiêu chiến thắng phương nhằm của Bái Nguyệt Tông các người đó, không chỉ thành công còn thủ lôi bốn trận, ngay cả trận tiểu mưu của tông môn các người cũng không dám ứng chiến, cho nên xem ra Bái Nguyệt Tông các người chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Không thể nào, phương nhằm là võ tướng sơ dài, sao có thể bị phế vật võ sư sơ dài đánh bại được? Còn Trần Tiểu Hữu là võ sư trùng dài, sao lại đối mặt với võ sư sơ dài là không dám ứng chiến chứ? Lục sư huynh, là tiểu tử Đại Vương Sơn đánh lén ta, ta sơ ý nên mới... Phải đó, Lục sư huynh, tiểu tử kia đẳng cấp thi đấu, còn thằng cấp tốc độ chống mặt phòng ngự đều có thể so với đại võ tướng trùng dài, rất quỷ dị, để thật sự không đánh lại. Một người là tôn tử của đại trưởng lão, còn một người là độc tử của gia tộc hùng mạnh một phương, lại bị võ sư sơ dài đánh bại còn bị dọa thành như vậy, mặt mũi tông môn các người làm mất sạch rồi đó. Trở về sẽ giải quyết hại tình phế vào các ngươi, dám làm mất mặt Bái Nguyệt Tông ta, chết đi. Có điều hắn chỉ là võ sư cao dài thôi, tại sao có thể hoàn toàn phong ngự kín không lọt gió chứ? Hoàn toàn không thể hạ thủ, công pháp của hắn có điều kỳ lạ. Kiếm pháp này của ta là cấp võ tướng, võ sư cao dài như ngươi làm sao đỡ được? Ngươi, đây là công pháp gì? Công pháp đánh chó, võ tướng trung giai thì sao? Đại Vương Sơn vượt cấp đối địch là thao tác cơ bản. Công pháp đánh chó, dám sỉ nhục ta, nạp mạng đi. Mày nó không nghe hiểu tiếng người sao? Thực sự là công pháp đánh chó sao? Tại sao hắn lại che kín kẻ không lọt gió chứ? Ta chưa từng nghe qua công pháp như vậy, có thể phòng ngự không sơ suất như thế. Đây là công pháp võ thánh Triệu Lão đối phó với cậu già, không chống đỡ nghiêm ngặt chút nào, Triệu Lão sẽ bị cắn mất. Còn được, không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Nguyệt Ảnh phá. Gãy rồi, nguy rồi. Lục sĩ huynh lợi hại quá, Bái Nguyệt Tông tất thắng. Trường kiếm này là linh khí thượng phẩm, trong thượng phẩm thiết công của người chẳng qua có chỉ là vật liệu thượng phẩm thôi, đơn thuần phòng ngự thì có tác dụng gì chứ? Trong chiến đấu bình nhẫn binh khí cũng chỉ là bộ phận của thực lực. Làm sao đây, làm sao đây, thiết công lại bị thổi đứt rồi. Hay còn chiến so chiến binh nhẫn so với chiến quyền cước càng hữu hiểm hơn. Binh khí bị gãy rồi đây, đừng có hoảng. Nhẫn này, Tô Đại Vương, đây là cảm giác có điều kỳ lạ, tại sao lại ép ta? Hả? Để ta chiến thắng đơn giản còn được sao? Cái gì, cái con này lại từ bên trên à. Nhất quyết ép ta phải đem cái con ắt chủ bài sớm như vậy. Vũ khí bí mật này đại gia ta muốn để dùng phía sau rồi, giờ thì hay rồi, mọi người đều có thể nhìn thấy, không chơi được nữa rồi. Người thành thật một chút đi. Hừ. À, à, thành thật đi. À, nếu như vậy công pháp biến hóa càng thêm phong phú, đối phương hoàn toàn không kịp phòng ngự. Chà, An Đại Bần thật tàn bạo, vũ khí này chưa từng thấy, cái cách đánh này cũng chưa từng, lấy nào Tô Đại Vương dạy hắn? Hàng Đại Bằng lợi hại quá đi. Có điều hắn cứ đọc thành thật có ý gì chứ? Ý ngữ này vẫn bình thường, có điều cái câu hay ra lại học thành ra cái dạng này, không nên dạy hắn mà. Bị ta đánh bại nè. Hứ nè. Mình chính định dạy cái kiểu Lý Tiểu Long. Không sao rồi, không tốt sao? Bao nhiêu bức thư giãn tịch truyền mới mỗi ngày. Đại Vương Sơn thắng được một điểm, Bái Nguyệt Tông trừ một điểm, bây giờ Hàng Đại Bằng Đại Vương Sơn thủ lui. Còn ai nữa không? Mẹ nó, ắt chủ bài bị bại lộ rồi, phía sau chỉ đành cứng rắn chống đỡ thôi. Nhưng mà có công pháp đánh chó thì có Triệu Lão và con Nhị Khúc và Tô Đại Vương chỉ điểm cải tạo, hắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Lục huynh, huynh không sao chứ? Lục sư huynh, là Hàng Đại Bằng gian xảo biến côn thành dáng vẻ kia, rõ ràng là người âm hiểm. Phải đó Lục sư huynh,
Chỉ là công pháp này hiếm thấy, thực ra là công kích tầm thường. Hả? Công kích tầm thường này? Tại sao lại đi trêu chọc tông môn bọn chúng hả? Đệ, tại sao ngươi lại đi trêu chọc tông môn bọn họ hả? Tại sao? Đệ, Lục Sư Huynh, nghe đệ nói. Trêu chọc tông môn có tiềm lực như vậy, ngươi đang tìm kẻ địch cho tông môn chúng ta đi hả? Không giải quyết chúng, lần này khảo hạch của tông môn chúng ta đã bị chê cười không ngẩng đầu được. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, họ do ngươi gây ra, tự giải quyết đi. Hả? Chẳng phải ngươi cũng thua Đại Vương Sơn sao? Hồng Mổ Mổ tùy thủ cầm trường đạo của ngươi. Bất kể cách gì, xem ra mình phải ra chút tầm huyết. Lục Sư Huynh, thật sự quá khoa trương, sao có thể đánh mặt chứ? Buổi chiều trước lôi đài ba chữ bính số 3 sắp xếp ngẫu nhiên họ Triết Tần Thần Tiễn Tông đối đầu với Lý Vân Phi Đại Vương Sơn. Hả? Đến ta rồi sao? Ta còn chưa chơi trận khiêu chiến mà. Ta còn chuẩn bị xem hàng đại bằng chiều nay tiếp tục thủ lôi chơi côn nữa đó. Đi rồi lên đi, tự cẩn thận một chút. À biết rồi, cấm đánh lại thì chạy thôi. Kỹ năng chạy bộ mà Thảo Thượng Phi của ta khá lắm đó. Đúng vậy Đại Vương Sơn, chúng ta bỏ chạy, chỉ có Bạch Tiểu Long bị cẩu gia cấn thôi mới so được với người. Cẩu gia là gì? À, hàng đại bằng có ý gì chứ? Đó là cẩu gia, nó cắn trúng thì không chạy nhanh chút cái là cái bông của cậu cũng không giữ nổi. Chẳng phải ngươi cũng bị cắn rồi sao? Ta đã bỏ tiền đó mua trọng tài, cố ý để hắn sắp xếp ngẫu nhiên cho người của Đại Vương Sơn. Mà người thủ lôi trận này chính là thần xạ thủ của Thần Tiễn Tông họ Triết, Tiễn Phách Bách Bộ Xuyên Trường đó sao? Cùng đẳng cấp hoàn toàn là vô địch. Thần Tiễn Tông họ Triết võ sư cao giai, mà hắn ta cùng lắm cũng là bỏ tiền mua chuột. Nếu có cơ hội trực tiếp phế người của Đại Vương Sơn, trận đấu bắt đầu vì có binh khí cùng tiễn từ xa, xin mọi người hãy lùi ra trăm trượng. Hơn nữa mũi tên bắn ra không quay đầu, chết trên cung tiễn, vô trong tài muốn cứu cũng không cứu nổi. Vũ khí của người đâu? Ngươi đừng nói là ta ức hiếp người. Của ta là tam thạch trọng cung, một khi bắn tên ngươi không có thời gian ứng phó đâu. Lần này nhất định có thể giết chết một tên, sau đó tiếp tục sắp xếp ngẫu nhiên. Nhẹ thì trọng thương tàn tật, nặng thì chết tại chỗ. Ta khuyên ngươi trực tiếp chịu thua luôn thì tốt hơn. Tuy đã lấy tiền của Thư Vương Nam rồi, nhưng dù sao thì mình cũng không có thù với Đại Vương Sơn, có thể nhẹ nhàng chiến thắng lại không tốn hại sinh mệnh vẫn tốt hơn. Hả? Cổ của hắn bị bệnh sao? Nói chuyện này không mệt hả? Hay trâu chọc Phương Nham phải trả giá bằng sinh mạng, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì không có vấn đề gì. không sao, vừa khéo binh khí của ta là cái này, cũng coi như là loại ném từ xa, chúng ta vừa hay tám lạng người nửa cân. Đây chẳng phải là pháo hoa bão rút sao? Đầu óc ngươi có vấn đề hả? Thứ này ngay cả võ sư sơ giai cũng không thể bị thương được. Đó chỉ là đồ chơi trợ hứng cho lễ tiết thôi, ngay cả ám khí cũng không được tính đó. Ngươi xác định là dùng nó làm binh khí? Còn nữa, ngươi nói là ném từ xa, ta có thể hiểu là ngươi đang khiêu chiến với tiễn thuật của ta không hả? Ném so với cung tiễn về tốc độ và phản ứng có độ chuẩn xác, đầu óc ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ? Ta cho phép Đại Vương Sơn các ngươi đối người khác lên. Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Rốt cuộc là có đánh hay không? Chẳng trách Tô Đại Vương nói phản diện chết là vì nói nhiều. Bây giờ mình muốn giết chết hắn đây, đúng là lộn xộn mà. Nếu ngươi đã không nghe lời khuyên của ta, vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Hả? Nếu người này phản ứng nhanh vậy, vậy mình phải dùng tuyệt chiêu tốc chiến tốc thắng thôi. Truy phòng ngũ liên tiễn, ta né sách kỹ năng chạy bộ cộng với Thảo Thượng Phi. Né ta né. Không thể nào, thân pháp của ngươi nhanh thì cũng thôi đi, nhưng mà phản ứng tốc độ cần thiết phải tránh cùng tiễn, ít nhất cũng phải cao hơn hiện tại 2 bậc mới được. Thần tiễn tông ta đều dựa vào các sư huynh đệ bắn tiễn lẫn nhau mới luyện được cái phản ứng tốc độ đó. Sao phản ứng tốc độ của ngươi còn nhanh hơn một ta vậy? Hả? Bắn lẫn nhau sao? Tàn nhẫn quá, ta dựa vào né tránh cái này mới luyện được tốc độ phản ứng đó, an toàn hơn các ngươi rất nhiều. Hả? Phản ứng tốc độ luyện được nhờ né pháo tránh nổ sao? Phải đó, vào cái lúc phát nổ ta liền né, chỉ cần ta phản ứng đủ nhanh thì pháo nổ sẽ không làm ta bị thương. Rất khó sao? Có chân là được mà. Mày nó an toàn, nó có chân là được. Mấy cái câu đó người nói hả? Ta không tin, người đang khoác lác. Chết đi cho ta. Không có khoác lác mà, thật sự là có chân là được mà. Kỹ năng chạy bộ của Đại Vương Sơn chúng ta gia tăng bước chân trong khoảng cách ngắn lúc pháo nổ là thao tác cơ bản. Đại Vương Sơn chúng ta từng nói chỉ cần ta chạy nhanh, pháo nổ không đuổi theo thì được rồi. Ta luyện như vậy chẳng phải là an toàn hơn so với bắn tiễn người thật của các ngươi à? Cho dù bị thương thì cũng chỉ là mình ta bị. Ta dùng cách phối pháo nguyên thủy nhất cộng thêm kỹ năng chịu đánh vốn dĩ rất an toàn mà. Còn có cái gì mà thần tiễn chứ, bắn lẫn nhau xem ra cũng chỉ có như vậy. Tốc độ phản ứng hoàn toàn theo kịp, nói như vậy thì đến lượt mình phản kích rồi. Chỉ có chút pháo nổ này quá thực là pháo bão trúc, pháo hòa thường.
thường thấy, ngay cả phá phòng ngự cũng không làm được. Tốc độ phản ứng ưu tú như vậy, lực độ khi ném có thể để kịp thạch ngạnh cung. Hơn nữa thân pháp của hắn lại nhanh như thế, lại phối với ám khí vô dụng như vậy. Chết tạm đi, người ném cọc trúng ta đâu, xem ai có thể hao phí đến cùng đây. Hả, người có đại vương sơn đầu óc đúng là có bệnh mà. Đấy, lắc nữa thì đừng có khóc nha. Xét kỹ năng gieo hạt, ném xoay vòng. Hả, tại sao chạm vào mũi tên không bị xuyên thấu, ngược lại là chuyển hướng rồi, nguy rồi. Quả nhiên là bảo trúc yên hoa bình thường, ngay cả phòng ngự của võ tướng trùng dài cũng không phá được, ngươi có thể làm gì được ta? Túi nhỏ của ngươi cũng còn chứa được bao nhiêu ống trúc như vậy đâu, thua xa tiễn của ta. Ta sơ ý để ngươi ném trúng thì sao? Phá phòng ngự được không? Được, đợi ống trúc của ngươi hết thì sẽ là lúc ngươi phải chết. Nói nhảm nhiều thật đó. Vậy thử xem cái này đi, lần sau nghĩ cách sửa thành cái vỏ ngoại hình tròn, có lẽ sẽ dễ xoay vòng ném đi hơn. Phiền thật đó, lại hụt một cái nữa nè. Quỳnh, đánh chúng ta thì sao? Nếu không thể phá phòng ngự, gì hả? Có độc, ám khí của người, à, có độc, mắt của ta. Nè nè nè, chỉ là bột ớt thôi, không phải độc dược gì đâu, là nguyên liệu chúng ta ăn lẩu còn dư lại đó. Ngươi còn nói lung tung thì ta sẽ kiện ngươi phỉ báng. Ngươi là dám dùng thủ đoạn này, hả đáng này, hả, nhiều như vậy. Chẳng phải ngươi nói là không phá được phòng ngự sao? Chẳng phải ngươi nói là tiễn của mình nhiều hơn ống trúc của ta sao? Võ tướng trùng dài gớm lắm hả? Tiền nhiều tiễn nhiều thì hay ho lắm sao? Đến đây bắn người thực hại nhau mà. Người thắng Lý Vân Phì, đại vương sơn cộng một điểm. Người thua họ Triết thần tiễn một trừ một điểm. Ta không phục, đây là thủ đoạn hạ đẳng, ta không phục. Ngươi dùng cung tiễn bắn từ xa là đại đạo chính đạo, ta dùng chấn thiên lôi tử ném từ xa là hạ đẳng sao? Đánh không lại còn viện cớ, con biết xấu hổ không vậy? Có biết trong đại đạo tam thiên dùng độc cũng có thể coi là một trong số đó. Tiểu Lý Tử làm tốt lắm, thắng rồi. Tại sao ta phải bỏ thêm một chút bột phấn thì sẽ biến thành hạ đẳng rồi? Tô đại vương quả nhiên nói thật không sai, đám người như các ngươi chỉ biết tìm cái cớ cho sự thất bại của mình. Thắng thì những người khác là kiến hồi không tự lượng sức, thua thì những người khác tấn công không có võ đức thủ đoạn hạ đẳng. Tô đại vương đồng ý rồi. Pháo nổ và là tiểu đầu, vậy hôm nay ta sẽ để cho các người thử cái gì gọi là nghệ thuật pháo nổ bạo liệt chi đạo. Trọng tài, ông cũng xuống đài cách xa một chút đi, nổ trúng ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Đại vũ khí thích đáng, ngược lại sẽ khiến người ta cắm miệng. Đây cái gọi là răng đê hạt nhân. Nói ra thì hạt nhân là cái thứ gì? Nhân là cái nội đan sao? Nếu không phải đại vương ta nhân từ ngăn ta, mà hôm nay tâm trạng ta cũng không tệ đó. À, ngươi đã bị bom nổ chết rồi. Bạo trúc yêu hoa liên này khủng khiếp như vậy, cấp võ vương gặp phải đều sẽ bị nổ giết sao? Thế mà ta lại đang chơi cùng cái thứ này với hắn suốt nãy giờ hả? Hơi không chú ý một chút, chẳng phải đã đồng quy vu tận rồi? Đây chỉ mới là một ống trúc, nếu mà nhiều hơn mấy cái, may mà không có nhục bệnh, nhẹ nhàng giải quyết rồi. Võ tướng cào dài tự động sắp xếp ít mổ của Bách Quyền môn từ bỏ, ít mổ hồng đau môn từ bỏ. Lợi hại, cái này có thể nổ chết võ vương không đó? Chuyện nhỏ, theo Tô đại vương nổ chết võ vương sờ dài cũng không dưới 20 người, võ tôn thì bị tàn phế một người. Đại sát khí này vừa xuất hiện nhất định không ai dám đấu. Nếu ngươi muốn chiến khiêu chiến, đối phương cũng sẽ chủ động nhận thua. Khoan nào, ngươi cũng mạnh quá rồi đó, thứ này còn không cho ta mấy cái phòng thân đi. Đây cũng chỉ là phiên bản hắc hỏa dược, lúc nào đó cho mọi người xem thử phiên bản thân cấp hắc hỏa dược nội đăng hù chết các ngươi. Khủng khiếp quá, đại sát khí thứ này quá kinh khủng rồi. Đi thôi. Khiêm tốn nào, thứ này chỉ có thể dùng để dò dẫm chứ đừng dễ dàng sử dụng. Không ngờ một tiểu tông môn như chưa từng nghe tên, ai nấy đều đáng sợ như vậy. Tính toán thì lấy ra dọa người ta còn được. Lý Văn Phi nghỉ ngơi trước đi, kế tiếp lượt nến là ai vậy? À, cuộc thi đăng thuật vào chiều ngày mai, rất nhiều người thi đấu tập thể, vậy chỉ có thể là để ta lên. Đại vương sơn Dương Bất Phàm, võ tướng cào dài, cố lên, vượt hai cấp thao tác cơ bản của đại vương sơn, đừng có làm nhỡ mất nhỡ khí của đại vương sơn chúng ta. Này, hắn có được không vậy? Vừa vào không lâu, công pháp cơ bản còn chưa học được mà. Hắn không có vấn đề gì lớn, người ta là nhị hoàng tử mà, lại là võ tướng cào dài, bản thân đã rất mạnh rồi. Ha, vượt hai cấp nói thì dễ lắm. Kiều chiến Bái Nguyệt Tông Lưu Mộ Mộ, võ tướng sợ dậy bắt đầu thi đấu. Người của đại vương sơn có lệnh à? Có bệnh sao? Tại sao cứ cắn chặt Bát Nguyệt Tông không tha vậy? Cho rằng Bái Nguyệt Tông ta dễ ức hiếp như vậy sao? Trong tay ông xác định là hắn không có chấn thiền lôi gì đó chứ? Bái Nguyệt Tông Lưu Mộ Mộ, võ vương sợ dậy xác định rồi, cũng khẳng định Dương Bất Phàm chỉ dùng đau. Hơn nữa ngươi là võ vương sợ dậy, không cần phải không có chấn thiền lôi, vậy thì không cần phải cố kỵ. Vương cấp trở lên, vương cấp trở xuống đều là kiến hôi. Thì tử, chị chết đi. Trời, thì tử, đao pháp rất vững chắc. Xem đao pháp của người ở trong quần bao lâu thế?
Có điều lấy võ tướng cao dài khiêu chiến võ vương sơ dài, không biết linh lực của ngươi chống được bao lâu. Không ổn rồi, độc sắp phát tác rồi, sao lại là lúc này chứ? Hơi thể của hắn sẽ đột nhiên là hỗn loạn như vậy, có sợ hở thì tử ngã xuống cho ta. À, không ổn rồi, lại phát tác vào lúc này. Quy rồi, quy rồi, lần này thua rồi. Thần thoại bất bại của đại vương sơn mới kết thúc ở đây rồi sao? Lần này muốn lật ngược tình thế thật sự quá khó. Nhưng bất phàm liệu có trực tiếp thua không vậy? Bỏ đi, mình vẫn nên chịu thua, lỡ phát tác lại thì bị nhận ra sẽ rất phiền phức. Mà nếu nhận thua, thời gian chữa trị mỗi ngày sẽ gấp đôi. Hả? Thua thì thời gian chữa trị sẽ gấp đôi. Trời ơi, bị thanh hồn viêm đốt cháy thêm một canh giờ mỗi ngày. Ta phải thắng, người nào cản ta chết, ta phải thắng, người cản ta chết. Hả? Sao hắn đột nhiên như biến thành người khác vậy? Mình có một dự cảm không may. Bá lực phá trận kích, chiêu của các võ tướng mà thôi, nhẹ nhàng phá giỏi. Không đúng, sức mạnh của tiểu tử này sẽ đột nhiên lại tăng lên như vậy, vừa rồi chẳng phải còn yếu ớt lắm sao? Phá trận kích, phá trận kích, phá trận kích, phá trận kích. Hả? Mày nó đổi chiêu khác rồi chứ, có một chiêu sai qua vậy. Hả? Sao hắn lại dừng rồi? Muốn đổi chiêu nghe lời như vậy sao? Không, hình như cơ thể không chịu nổi rồi, cháy mốn mũi rồi. Đã nói mà, võ tướng cao giai mà thôi. Mày nói chứ, sao lại cháy bùng cháy lên nữa vậy? Hắn không biết kiệt sức sao? Bá lực, tôi đại vương nói đúng, một lực phá vạn pháp, một chiêu ăn sạch thiên hạ. Con có không, điên cuồng không sống được. Phá trận kích, mày nó vẫn là phá trận kích sao? Nguy hiểm quá, tí nữa thì nguy rồi. À, mẹ nó, tên này điên hay sao? Đau của mình sắp nứt rồi. Một chiêu đánh tới đánh lui hồi nãy giờ, cái tên này có thể thành võ tướng sống đến tận này cũng thật là một kỳ tích. Hắn cũng đến cực hạn rồi, ngay cả tay cũng chảy máu. Nhìn cái dáng vẻ này chắc chắn không nhấc đau lên nổi rồi. Đến lực mình phản kích rồi, để người đếm thử cái sự lợi hại của đại sư huynh Bái Nguyệt Tông họ Lưu ta đây. Phá trận kích. À, hả? Từ nhảy đất xuống đại luôn. Người thắng là đại vương sơn Dương Bất Phàm, được một điểm. Người thua họ Lưu Bái Nguyệt Tông trừ một điểm. À, sao ta lại nhảy xuống chứ? Không phải, hắn ăn gian không tính. Con chuột nhát gan. À, không ổn rồi, cơ thể mình không chịu được nổi nữa. À, ngã rồi. Trọng tài, ông xem, rõ ràng là hắn không được. Vừa rồi hắn ăn gian, thành tích này không thể tên. À, ta không quen ta, ta không quen hắn, ta không quen hắn đâu. Người này không phải là đại sư huynh của chúng ta. Người đã rơi xuống đài rồi, kháng nghị vô hiệu. Dương Bất Phẩm, làm tốt lắm. Cái đồ nhát gan kìa, bản thân bị do nhảy xuống lôi đài, kết quả không phục phán quyết của trọng tài. Dùng cái câu nói của Tô Đại Vương thế nào nhỉ? Tiện nhân cứ hay làm mầu. Các người, được, đợi tiểu tử này tỉnh lại, có giỏi chúng ta thì lại. Giảm đắc tội vì họ Lưu ta, người không biết Lưu gia ta Thiên Nguyên Thành là một trong tứ đại gia tộc sao? Có tin ta khiến cái tiểu tử này không rời khỏi Thiên Nguyên Thành được không hả? Ngươi là đang dùng thân phận để uy hiếp, ngươi xác định muốn uy hiếp hắn? So sánh thế lực của gia tộc của hắn sao? Phải thì sao, hôm nay ta nói như thế đó, ở Thiên Nguyên Thành, cho dù là thành chủ cũng không dám làm mất mặt Lưu gia. Một tên lính quen thôi, chỉ biết một chiêu phá trận kích quân đối thường. Phá trận kích quân đội thường dùng, con có thể có thế lực lớn được chắc. Tốt, đợi hắn tỉnh lại ta sẽ truyền lời. Lưu gia ngươi là muốn lấy thế ép hạng đó. À đúng rồi huynh đệ này, tên của ta, à tên của huynh đệ ta là Dương Bất Phàm, nhớ kỹ cái tên này đó. Dương Bất Phàm, cái tên này nghe quen quá, nhưng cũng chưa từng nghe nói võ đạo gia tộc nào họ Dương cả. À đến khi đó ngươi đừng có khóc nha. Cái tên này đúng là ngốc mà, dám so thế lực với gia tộc của Dương gia. Hả? Là mình đã bỏ lỡ hết chuyện gì sao? Cứ cảm thấy trong lòng có hỗn hoắc. Cũng không tệ, tuy nói là cuồng hóa, nhưng ít nhất cũng không bị độc tính khống chế. Con có thể giữ vững ý chí thành tĩnh, chỉ là cơ thể không chịu nổi mất sức. Vậy thì dẫn dắt hắn theo hướng cuồng chiến sĩ, lần sau cho hắn đại kiếm thai tây hay là đại đao lớn này. Còn nữa, con có chữa trị chứ? Có cần tăng thời gian thanh hồn viêm không? Hình như rất có hiệu quả với hắn. Đêm đó trong một căn phòng nào đó ở Thiên Nguyên Thành, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Đại Vương Sơn quá quỷ dị, chúng ta phải liên hợp lại, không thể để Đại Vương Sơn đoạt xấu hàng đầu. Đúng đúng đúng, một tiểu phái vô danh mới thành lập không lâu, dựa vào đâu lấy xấu hàng đầu, không thể phá hoại quy tắc. Còn không phải sao, Thần Tiễn Tông chúng ta đã sắp hàng chờ 3 năm rồi, chúng ta tiếp cận hạng 6 thôi, không quá đáng gì. Tiết Quyền phải chúng ta đã sắp hàng 5 năm rồi. Đi rồi đừng có ồn nữa, nghe ta nói đây. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, Đại Vương Sơn họ này hoàn toàn không theo quy tắc, cũng đã đắc tội triệt để với Bái Nguyệt Tông chúng ta. Chuyện này chúng ta không phủ nhận, nhưng trước giờ sớp hận đều do tông chủ các đại phái định đoạt. Bái Nguyệt Tông nếu cuộc tông của ta
nó bị dán cái thứ hạng xuống, phái nào không đảm bảo được chỗ ngồi vững chắc cũng sẽ bị liên lụy kéo xuống hạng 6 hạng đầu. Càng không nói đến lỡ như trong số các môn phái có thiên kiêu nào đó bị thương, các môn phái phía sau sẽ bị dụ dỗ kéo dài thêm vài môn phái nữa xuống nước. Đây là chuyện rất có khả năng, cho nên chúng ta càng khó ăn nói với tổng chủ của mình. Cho nên ta đề nghị mọi người trước tiên liên hợp tiêu diệt đại vương sơn không tuân thủ quy tắc kia, giết chết. Ta tuyệt không phải là lòng riêng, mà là muốn tốt cho mọi người. Liên hợp. Nếu như để lại vương sơn vào 6 hạng đầu, chúng ta không thể ăn nói với tông chủ nhà mình. Mọi người cùng nhau duy trì truyền thống tốt đẹp, khảo cầu tông môn, khảo cấp tông môn, tránh nội đấu quá độ. Mọi người thấy sao? Tại sao ta cảm thấy sự việc này càng lúc càng lớn vậy? Giải quyết nổi sao? Ta thấy mơ hồ lắm đó. Có điều tốt nhất là giải quyết được, nếu không làm được thì rối tung lên. Quynh là người đầu tiên khiêu chiến đối phương sẽ chết rất thảm đó. Lão sư huynh nói đúng, tất cả đều nghe theo lão sư huynh. Thần tiễn tông ta không có ý kiến, thiết quyền môn ta cũng đồng ý. Lục đại tông môn liên hợp lại giết chết đại vương sơn. Lúc này nhóm người của đại vương sơn đang làm cái gì đây? Trời, đang uống ngon lành, sao mọi người cùng lúc hát xì thế? Có tiểu nhân đang tính kế với chúng ta sao? Là lẩu cậy quá, ta đã nói là đừng bỏ quá nhiều ớt rồi mà. Hả? Ta vừa nôn đa máu không lâu, các ngươi đã ăn lẩu như vậy rồi, chọn mấy cái món thành đạm chăm sóc người bị thương có được không hả? Cái này có cây mấy đâu chứ? À không sao, lẩu cây thì phải cây mới đúng vậy chứ. Cái cuộc thi đang thuật ngày mai mình có dự đảm không hay? Có nhiều anh em không biết cái danh sách của cái bộ mới nằm ở đâu thì anh em cứ vào bấm ở đây rồi dưới cái phần mô tả này anh em nè, đó.